Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị Phật tử đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên Vô Lượng Thọ trực tuyến. Hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2018, nhằm ngày 9 tháng 11 năm Mậu Tuất, Giác Nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là ngày Chủ Nhật cộng tu tại tỉnh Thất Quan Âm. Giác Nhàn tiếp tục chia sẻ lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang và nói về cái tịnh nghiệp tam phước. Hôm nay nói chuyên sâu vô là lòng từ không giết. Đây là cái tịnh nghiệp thứ ba ở trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ. Cái này hết sức là quan trọng. Tịnh nghiệp tam phước, chánh nhân tam thế chư Phật, 11 điều trong tịnh nghiệp tam phước này, đó là chánh nhân mười phương chư Phật. Thành Phật không thể bỏ cái chánh nhân này được. Trong cái chánh nhân tịnh nghiệp tam phước thứ ba đó là lòng từ không sát hại chúng sanh. Trước khi Giác Nhàn nói điều này đó thì cái đĩa hồi tối hôm qua quý vị xem, tức là Chủ Nhật tuần trước Giác Nhàn có giảng, Giác Nhàn có duyệt lại cái đĩa này, rất là tâm đắc cái đĩa này. Đêm hôm qua ai có xem lại đĩa này giơ tay cho biết ạ. Cái đĩa này Giác Nhàn diệt lại từng chữ, từng câu, từng lời. Khi nghe lại về sau mình cũng không có thể giảng như vậy lại được. Cho nên mong rằng tối thứ bảy quý thầy tỳ kheo, quý chú Sa Di, quý Phật tử nghe lại nó có khác chứ. Ngay bản thân Giác Nhàn khi giảng xong rồi nghe lại thấy nó cũng có khác trong đó. Vì Phật Pháp nó là vô lượng nghĩa, nó sâu thẳm như lòng biển cả đại dương, nó cao thâm như tận trời xanh. Giác Nhàn nói gì cũng không ra ngoài ba cái bộ văn sao. Cho nên Giác Nhàn cuộc đời của mình có duyên với Tổ sư Ấn Quang rất là sâu dày. Nếu không có bộ văn sao, không biết giờ đây Giác Nhàn ra sao.
Dân nhàn nhắm chắc quý thầy, quý chú cũng sẽ là như vậy. Nếu từ giờ trở đi không lấy cái bộ văn sao này làm cái kim chỉ nam, làm một vị minh sư để dẫn đường, quý vị sẽ xa hầm sập hố. Dân nhàn dám tin chắc như vậy. Từ bên Mỹ khi đọc được cái bộ văn sao Buôn Vạn Duyên, xe cộ đồ đạc tất tần tật, cúng dường vạn Phật thánh thành hết, quay về lại với ngôi chùa của mình, mình đã tạo lập ra, mình phải tròn bổn phận với cái ngôi chùa của mình, mình phải tròn bổn phận với cái nơi của mình đã khai sơn lập địa. Trong văn sao này nói tròn bổn phận, quay lại với cái mái ấm gia đình của mình, hoàn thiện từ cái mái ấm gia đình của mình. Bỏ gia đình của mình đi tìm một gia đình khác, chuyện này không thể có được. Chúng tôi qua đó 2 năm gắng sức để tạo lập một cái cơ sở nữa mà sức người có hạn làm được. Vậy cho nên thành ra chúng tôi thực sự cảm ơn, tri ân, dập đầu đảnh lễ Ấn Tổ, nát thân khó đền. Cho nên bây giờ cái tâm nguyện muốn in những cái bộ văn sao này gửi cho họ, nếu mà cha mẹ không đọc thì con cái sẽ đọc, con cái không đọc thì cháu chắc sẽ đọc, nhà này không đọc thì nhà khác cũng sẽ đọc. Muốn cho mạng mạch Phật Pháp lưu truyền, chỉ có in kinh phổ biến, cách này là hay nhất. Họ nghèo khổ cho họ một chút xíu tiền, 5-7 tỷ họ xài hết rồi họ tạo nghiệp tiếp. Mà trong cái lúc họ hưởng phước đó, đố ai mà không tạo nghiệp đâu. Người ở thế gian bọn phàm phu chúng ta, khi gặp được những cái điều phước báu nó đến thì chìm trong ngũ dục tài sắc danh danh thực thì khó ra khỏi lắm. Còn nếu họ không có thuận duyên để làm có được của cải vật chất thì họ đắm chìm ở trong cái sát đạo dâm vọng. Lời này trong văn sao Ấn Tổ nói không thoát khỏi hai cái này. Chỉ những người nào làm ngu phu ngu phụ, chân thật họ niệm Phật, không quan trọng hóa nữa, có vật chất xài chơi, không có thôi, bán giấy số, ở nhà thuê mướn, an yên ổn. Đến nỗi Ấn Tổ nói ông là người ở đợ, mà mình không thấy mình ở đợ, mà mình chân thật cung kính mọi người, cung kính người chủ, thì ông không phải là người ở đợ, không phải là tớ nữa, mà người chủ sẽ cung kính ông giống như là một người tốt, người mà quan trọng. Còn ông cứ mặc cảm ở làm đầy tớ, rồi ông lại không có tròn bổn phận của người tớ, thì tớ chẳng ra tớ. Những cái đĩa mà chúng tôi phát lại, cố gắng ngồi xem cho kỹ, vì Dân Nhàn không phải soạn bài trước để lên đọc quý vị nghe, mà đọc thẩm thấu vào trong văn sao, thấy mình có những cái tâm đắc, cái cảm xúc như thế nào, lấy lòng thành ngu muội của mình để mà chia sẻ bảo ban với quý huynh đệ thôi, chứ không có phải lên đây để mà làm ra oai là mình là thầy rồi giảng cho những người học trò họ không nghe, rồi mình sanh ra buồn phiền, họ khen mình là mình sanh ra lòng ngã mạn. Tuyệt đối không có tâm này đâu. Vì vậy chúng tôi thông báo hôm nay cái đĩa là chúng tôi phát trực tiếp, là chỉ có ngày hôm nay chúng tôi phát thôi, chủ nhật sau chúng tôi không phát trực tiếp nữa. Vì sao? Rồi khi một cái đĩa của chúng tôi giảng ra, chúng tôi về nghe lại, đôi khi nó có vài từ mình nhầm lẫn, lẫn lộn vài từ, mà khi phát ra rồi nó lên trên mạng, nó nằm trên YouTube là không có kéo xuống được. Người ta share, người ta đưa chỗ này chỗ nọ, rồi cuối cùng người ta coi vài từ đó, bắt đầu người ta chấp vô trong đó, gọi là vạch lông tìm vết, mà gạch vạch lá tìm sâu. Cho nên thành ra họ sẽ lấy những cái điều đó, họ cắt xén, họ đưa đây đi, đi đây đi đó, rồi họ hủy bán tam bảo. Ngay hồi Thượng Tịnh Không cái đĩa năm 2000, có nhiều người cắt một khúc đó ra, bắt đầu bình luận rồi dịch ra tiếng Việt, nói hòa thượng sao, nói năm 2000 tận thế, đủ thứ hết trơn. Hòa thượng phải lên đĩa nói lại,
sao mà không nghe trọn vẹn cái đĩa mà chỉ nghe có một khúc rồi cắt cái khúc đó đi rồi đem lên làm để mà hủy bán nhau. Phàm phu ai không có lỗi. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay những người đang xem trực tiếp đó thì chúng tôi thông báo luôn là cứ mỗi thứ bảy 6 giờ tối bắt đầu chúng tôi phát lại cái đĩa ngày Chủ nhật. Cũng như Chủ nhật ngày hôm nay có phát trực tiếp rồi, nhưng mà 6 giờ tối thứ bảy sẽ phát trực tiếp lại. Quý vị nào muốn xem lại chúng ta sẽ xem, và những bắt đầu Chủ nhật sau thì quý vị cứ canh đúng cái giờ đó là 6 giờ tối sẽ phát lại đĩa. Vì vậy cho nên thành ra khi cái đĩa ra rồi chúng tôi phải về duyệt lại từng lời, từng chữ, từng câu thiệt kỹ rồi mới phát lên lại. Thay vì hôm nay quý vị nghe trực tiếp thì để tối thứ bảy quý vị nghe lại, lần đầu tiên vẫn là trực tiếp phát lại. Chúng tôi gọt cái đĩa nó gọn gàng, nó không có trở ngại. Thì khi chúng tôi duyệt xong cái đĩa rồi chúng tôi có ý niệm này, thì hồi nãy có một cô ở ngoài thành phố Hạ Long, cô vô cô cúng dường, kêu con phát nguyện đi vô đây tu nó cũng chướng duyên nhiều thứ. Con vừa sáng chiều mùng 4 đi, mà sáng mùng 4 ông Trọng kêu em ơi thôi đang đi ăn đám cưới đi. Thì con cố gắng năn nỉ rồi nói cho ông chồng ông cho. Vô đây được ngày mùng 5 ông kêu em ơi mùng 6 về đám ma đi. Con cố gắng con năn nỉ con xin được ông cho con vào trong này ở, đến ngày mùng 1 tây qua phía Di Đà con mới về. Ở ngoài đó vậy mà coi không hết được cái đĩa, ở nhà không làm gì mà công việc bận bịu trong nhà, thế nó cũng không có coi trọn vẹn được. Cho nên chúc mừng quý vị có mặt ngồi tại đây nghe hết một buổi thuyết giảng, hưởng cái từ trường, hưởng cái an hòa, an định ở trong này, thiệt là một nhân duyên phước báo. Họ bỏ tiền, họ bay từ ở ngoài Hạ Long, họ bay vào đây, họ nghe. Còn mình đôi khi ở dưới sớm, mình không lên nghe nổi. Đúng là vô duyên. Đúng không ạ? Vô duyên tức là không có duyên. Có duyên thì tuốt Hạ Long cũng vào bên Mỹ, bên đây có hai vợ chồng bên Mỹ. Có duyên ngàn dặm cũng gần, vô duyên đối diện muôn trùng cách xa. Không có duyên thì chịu thua. Cho nên đạo Phật mình có hai chữ nhân duyên thiệt là hay. Cho nên chúng tôi thông báo lại cái việc là cái đĩa đó, lỡ mà cái ngày Chủ nhật chúng tôi bận biểu công việc hoặc là không có lên giảng, thì chúng tôi cũng lựa một cái đĩa nào đó để tối 6 giờ ngày thứ bảy phát lại. Mong chư Tăng rồi quý chú, quý thầy, quý sư cô có cái tivi buổi tối thứ bảy là mình biết. Đúng là chiều thứ bảy là mình sửa soạn, sắp xếp, tắm rửa, ăn cơm sớm cả gia đình để một cái phòng hưởng thụ Phật Pháp, để một cái tivi, loại tivi mà gọi là 75 inch hoặc 60 inch gì đó, hình như có 100 mấy triệu nó cũng rẻ. Để đó bắt internet vô bắt đầu mình coi y như trực tiếp. Với hai nữa có những cái điều muốn nói với chư Tăng. Bữa nay Chủ nhật giấc nhàn mới lên đây một lần, trưa giảng xong rồi gặp Phật tử rồi gặp các vị cho thầy trong ban điều hành để họp thôi, chứ không có lên họp thứ tư nữa. Cho nên Chủ nhật lên một lần thôi, đôi khi có những cái điều gì muốn nói trong nội bộ thôi mà cuối cùng cũng lên trên mạng nó đi cùng hết trơn, cho nên mình không có khống chế được. Vì vậy cho nên những người nào ở xa, ở các nơi họ sắp xếp được, họ vào trong đây, họ về trực tiếp để họ nghe, hoặc giả là nghe nó phát lại chứ mình chưa nghe, mà phát đầu tiên cũng là mình nghe trực tiếp, nghe lần đầu tiên cũng như mới như ngày hôm nay thôi. Đó là cái điều thứ nhất chúng tôi cũng thông báo. Chứ vừa rồi ở Vĩnh Nghiêm chúng tôi bệnh không xuống được bao nhiêu người, tới đông hơn mỗi lúc là nghe nữa cho mấy, cho nên tới đông. Tới không có mấy rồi không thấy thầy giảng cái mặt buồn so. Nhắn tin nói con đợi thầy giảng trực tiếp, thầy không có mà thầy cũng không thông báo, làm con mất thời gian. Rồi con đến con xin mấy mà cũng không thấy mấy, mấy đâu hết trơn. Cho nên ra chúng sanh hay trách người hơn trách mình. Mình thiếu phước cho nên thành ra không có mấy. Không, nói về cái chuyện mấy nữa, hình như Chủ nhật trước cho mấy về đông hơn Chủ nhật này đó. Giáo nhàn tưởng là mọi người hôm bữa phát 5.000 cái rồi là trong này có rồi, cho nên mình ra ai chưa có lên trên tỉnh thất, lên cái thất giáo nhàn cho. Cuối cùng
cả hết chánh điện lên bao vây cái thất Giác Nhàn. Giác Nhàn cầm ra, họ giật Giác Nhàn ngã, sợ quá phải chạy vô trốn. Họ đè với bà già, với bà già la ý ỏi luôn. Giác Nhàn kêu đừng có giơ tay thì cho. Và cuối cùng người này giơ, người kia giơ. Có một cô cũng nói, tự nhiên mình nghe nó cũng thẹn trong lòng, cái Phật tử của thầy sao tham bà cố, có ở nước ngoài có ngồi im à, còn có nói gì hết trơn, mà chút nữa lại có. Còn bây giờ lúc mình dành người ta đưa mình có một cái à, còn có ngồi im phát xong hết, hỏi còn dư không, kêu còn, kêu cho 5 cái đi, cho 5 cái luôn. Nên nó tham là nó thâm là vậy. Hôm bữa ai dành mấy đâu, giơ tay coi. Vừa rồi đây Giác Nhàn thấy là Phật tử tu đến đâu là mình biết. Thấy phát mấy là mình thấy biết họ tu đến đâu rồi. Nên thành ra là Hòa Thượng Tịnh Không có nói một câu là Phật Pháp cũng chớ nên tham. Tham cái câu niệm Phật, mình niệm lu, niệm cho nhiều, một ngày trên 100.000 câu. Mà niệm thì có số, nhưng mà cái tâm thì để đi đâu? Gọi rằng gì? Lỡ mồm rác họng, uổng công. Hôm nay ai về thực hành cái pháp niệm Phật ký số, nhớ số của Ấn Tổ, giơ tay lên coi. Lác đác vài người không có miêm mặt. Hồi sáng thầy Nhuận Hy gửi một cái đoạn của Hòa Thượng Tịnh Không tán thán Ấn Tổ cái cách để mà niệm Phật nhớ số. Giác Nhàn nghe, Giác Nhàn thấy hoan hỷ vô cùng. Con đoạn 5 phút thiệt là hay. Hòa Thượng Tịnh Không nói tất cả những người đến hỏi cái phương pháp niệm Phật, Ấn Tổ lấy cái phương cách niệm Phật nhớ số chỉ cho họ. Từ 1 đến 3, không phải là Nam Mô A Di Đà Phật 1, mình đếm, mình niệm ra 1 luôn, mà cái tâm mình nhớ số 1, lấy tâm ghi nhớ. 3 cái điều mà Ấn Tổ chỉ, hồi nãy Hòa Thượng Tịnh Không nhắc 3 cái điều rõ ràng, đó là niệm câu Phật hiệu rõ ràng, không nhanh không chậm. Nam Mô A Di Đà Phật rõ ràng, chứ không phải Nam Phật. Rõ ràng từng chữ từng câu, niệm ra tiếng 6 chữ, niệm trong tâm 4 chữ. Ra tiếng nó mệt rồi bắt đầu mình quay vô tâm, đề khởi 4 chữ vẫn nhớ số luôn. Mình chưa quen bắt đầu mình thả số ra, bắt đầu mình nhịp vô cái câu niệm Phật, khi nó quen mình nhớ số từ từ. Thứ nhất là niệm câu Phật hiệu rõ ràng từng chữ từng câu, phân minh tách bạch. Đó là một cái rõ ràng thứ nhất. Cái rõ ràng thứ hai là tai nghe rõ ràng từng chữ từng câu, là cái rõ ràng thứ hai. Nhưng mà khi thường niệm Phật mà nó buồn ngủ là nghe không rõ liền à. Đúng không ạ? Cái rõ ràng thứ ba đó là nhớ số rõ ràng. Theo như trong kinh nói là nhớ Phật niệm Phật, nhưng mà mình giờ nhớ Phật không được, nhớ cái gì đâu không à. Bán bánh hỏi thì suốt ngày nhớ bánh hỏi, nhớ gạo, nhớ gì đâu, tôi thứ hết. Đúng không ạ? Bán vật liệu thì suốt ngày chỉ như nhớ gạch đá cát xi măng, đủ thứ trong này hết trơn. Bây giờ cái miệng niệm thôi chứ cái tâm nó không nhớ được. Thì bây giờ quay lại nhớ số. Nhớ số rõ ràng, niệm câu số 1 biết mình niệm câu số 1. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật câu số 2 nhớ rõ ràng câu số 2, không lẫn lộn. Đến 10 rồi thôi ngưng. Bởi vì hàng ngày cái tâm mình nó chạy theo cái trần lao phiền não. Phiền não từ đâu vậy? Phiền não từ... Hồi sáng Hòa Thượng Tịnh Không nói phiền não từ cái tivi á bạn. Mở tivi ra là đủ thứ trong đó hết trơn. Họ có quyền phát tivi. Hồi sáng Hòa Thượng Tịnh Không nói họ có quyền phát sóng tivi, mình có quyền không xem. Hơn 50 năm nay tôi xong không xem tivi rồi, lạnh lùng với tivi, với báo chí rồi. Cái việc đó là việc của họ. Còn cái việc của mình là chăm chỉ, siêng năng, ngoan ngoãn niệm câu Phật hiệu. Việc của mình. Mà cái người niệm Phật không được rồi, cái tâm họ phóng ra ngoài, họ mới thích ở bên ngoài. Thì rước phiền não từ đó. Mà giờ không phải tivi nữa, cái điện thoại ngồi bấm là chỗ nào cũng có. Hồi nãy cái cô đó, cô ở Hà Long, cô nói, con coi trên mạng nó nói đủ thứ chùa thầy hết trơn.
Họ nói gì vậy? Kêu nói xấu không à? Mà con vô con thấy khác 100%, một trời một vực như họ nói. Thì Giảng Nhàn nói đúng vậy, khỏi để cái đĩa giảng trực tiếp như vậy lên, cắt xén cho cẩn thận kỹ càng là đúng rồi. Cho nên nãy Giảng Nhàn nói với cô đó, cái người xấu nhiều cho nên họ đi tìm cái chuyện xấu họ nói. Dẫu cho đạo tràng tốt họ cũng không thể nào họ tìm cái tốt được, mà họ vẫn tìm cái xấu. Bữa tình cờ Giác Nhàn lạng qua, tự nhiên thấy nhắn tin cái chuồng Giác Nhàn đóng cửa rồi mà tới làm chi nữa. Không thể tưởng tượng được. Cho nên cái nghiệp con người, cái khẩu nghiệp là nó kinh khủng nhất. Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, miệng không dành nó méo méo tứ tung. Đúng không? Cho nên Giác Nhàn nói thật với quý vị nói cái chuyện gì ở ngoài thế gian, vợ chồng con cái không sao, quý vị mà đụng đến cái chuyện của Tam Bảo là thôi rồi. Nói xấu cái chùa đó, nói xấu vị tăng đó, nói xấu vị ni đó, nói xấu cái tổ chức của cái ngôi Tam Bảo đó là mình hỷ bán Tam Bảo. Mà hỷ bán Tam Bảo này nó đồng nghĩa với là cái ngũ nghịch. Cái đó là phá hòa hiệp tăng. Tăng là cái sự hòa hợp thanh tịnh. Mà bây giờ mình đến mình làm rối loạn, mình đem cái thông tin không đúng, mình bóp méo sự thật, mình đưa lên. Cái người mà cái tâm họ tốt rồi đó, họ nghe cái chuyện xấu họ đau đầu lắm, họ bỏ ra. Hồi nãy cái cô đó con nói con nghe một chút con chịu không nổi, con dẹp qua bên. Cái người mà cái tâm họ thanh tịnh rồi, họ vô cái từ trường xấu đó là họ dạt ra liền, họ không thích nghe. Đúng không ạ? Còn tâm xấu, họ thích nghe cái chuyện xấu, cái chuyện tốt họ không có gặp được, mà gặp họ cũng bóp méo sự thật thành cái chuyện xấu luôn. Giờ lắng nghe câu này quan trọng này. Con bò nó uống nước thì nó sanh ra sữa, đúng không? Bò nó có sữa phải không ạ? Con rắn nó uống nước nó thành nọc độc. Câu này trong kinh Hoa Nghiêm mới hồi sáng, trong cái cuốn tập này Giác Nhàn lật ra cái thấy cái gì, cái gì mà Giác Nhàn thích thú trong văn sao là chép ra cuốn tập này. Cái câu này nó thâm sâu. Cũng là nước, là một loại nước suối thôi, cũng là loài súc vật, nhưng mà con bò nó uống nước thì nó sanh ra sữa, mình lấy sữa mình uống ngọt ngào không ạ? Con rắn cũng là một loài súc vật, mà nó uống nước nó trở thành nọc độc, nó cắn người ta cái chết liền. Lý do gì? Do cái tâm con rắn này nó quá độc, cho nên uống nước nó trở thành nọc độc. Cái câu này nó thâm thúy vô cùng. Con bò, cái tâm nó không độc như con rắn, cho nên nó uống nước, nó chỉ lo đi cày cấy, nó giúp cho người nông phu thôi, nó sanh ra sữa cho người ta uống nữa. Ý muốn nói gì? Con người đó mà cái tâm họ nhiễm độc tham sân si sâu dày, họ nghe một câu Phật Pháp thay vì là chánh pháp, họ hiểu méo mó thành tà pháp mất, là thành nọc độc. Hiểu không? Còn cái người đó tâm người ta đã hàng phục được tham sân si, cái tam độc đó nó bắt đầu nó giảm nhẹ rồi, tâm người ta chân thật cung kính thanh tịnh, nghe một câu Phật Pháp sanh ra lợi lạc cho họ, lợi lạc cho gia đình, cho xã hội trong hiện tại và tương lai. Giống như là gì? Giống như con bò nó uống nước nó sanh ra sữa. Ấn Độ nói cái câu trong kinh Hoa Nghiêm hình thâm thúy. Cho nên tôi khuyên mọi người, Ấn Độ nói, tôi khuyên mọi người nên hàng phục được tham sân si, chân thật niệm Phật. Rồi lúc đó mình coi tất cả kinh điển Phật Pháp nó đều hữu dụng giúp cho mình thăng hoa. Còn không là tâm ngã mạn, càng coi kinh sách càng ngã mạn, có một mớ kiến thức là sở chi trướng, nó đóng cục ở trong đó, nó không tiêu nữa, cũng như ăn nó bị bội thực. Coi nhiều quá suốt ngày chỉ học không có hành thì đây gọi là sở chi chướng. Mà sở chi chướng xuất hiện có là bắt đầu là báo chướng, phiền não chướng nó ra luôn, trở thành con rắn nó uống nước nó thành độc mắt, trở thành con người không biết học Phật Pháp nó thành đâm ra là ngã mạn. Sở chi chướng nó ngăn che cho con người, nó có hai cái chướng ngại. Thứ nhất là phiền não chướng, thứ hai là sở chi chướng. Sở chi chướng là cái người đó nó thông minh,
Hôm bữa Giám Nhàn có kể câu chuyện đệ tử ngài Đế Nhàn nghe một cái câu, một cái là Đế Nhàn vừa chê một cái, vừa khuyên Bế Quan tu một cái là ông phiền não liền, phiền não và ôm hận phiền não cho đến chết luôn. Vì vậy cho nên thành ra mình phải có một vị thầy đi trước dẫn đường, đó là Ấn Tổ, Hòa Thượng Tịnh Không. Họ có thành tựu rồi, mình đi theo cái dấu chân này, mình không có bị sa hầm sập hố. Đó là cái điều mà hôm nay Giám Nhàn chân thành để gửi đến quý vị bằng cái tấm lòng rất là chân thành thấm thiết. Vấn đề thứ hai đó là mỗi đêm thứ bảy niệm Phật, cái này duy trì rất là tốt. Hồi nãy có cái cô Phật tử cũng ở Hạ Long đi chung với nhau vô, có hoan hỷ, có kêu lúc trước thầy đề xướng cộng tu thứ bảy mấy thầy đi đâu hết trơn, rồi bữa nay mấy thầy đông con thích ghê, rồi Phật tử đồ cũng đông trong chánh điện, con hoan hỷ, con niệm từ 9 giờ đến 3 rưỡi là con chịu hết nổi, thôi con vô con làm dắt thôi chứ không có làm thêm nổi. Lâu lâu được vô trong này, thầy nhận nguyện tổ chức tu 24 tiếng đồng hồ một ngày một đêm, con vô một ngày một đêm, nhưng mà đến cái lúc nó chịu hết nổi phải về ngủ, ra qua tu nữa. Nhưng mà nhớ nha, lắng nghe nè, chỗ này quan trọng. Nhìn thẩm thấu cái chỗ này là mình thích niệm Phật. Khi mà mình niệm Phật nó mệt, nó buồn ngủ, nhưng mà nó không có phiền não, phải không ạ? Có phiền não không Phật không? Có ai mà nói trời ơi tôi niệm ông sáng đêm tôi không có thấy ông, tôi mệt vì ông quá ông ơi, ông đi đâu mà ông chưa tới. Có ai phiền não ông không? Đó. Nếu mà phiền não cái đó là chướng ngại. Niệm Phật không mong thấy cảnh giới, không mong thấy Phật, chỉ mong bốn, chỉ mong ba cái điều là niệm rõ ràng, nhớ rõ ràng, nghe rõ ràng. Cứ như vậy mà làm lâu ngày chày tháng. Lâu ngày chày tháng là bao nhiêu? Lắng nghe nè. Biết sao bữa nay nói đến đâu là nhớ cái lời của Ấn Tổ. Quý vị phải coi một năm, hai năm, ba năm, tha thiết, chân thật. Quý vị mở miệng là có lời của Tổ ở trong đó. Tuy rằng mình biết mình chưa có hành được, mình chưa có thành tựu, mình chưa có đến đích được, nhưng mà mình thấy con đường đi để đến đích. Và lắng nghe chỗ này. Như vậy hôm nay mình niệm câu Phật hiệu khi nào nó thuần thục. Nếu mà là thượng căn á, như ngài Triệt Ngộ nè, Mã Minh nè, Huệ Viễn nè, Thiện Đạo, đây là những vị tái lai Bồ Tát, những người vị này là thượng căn thượng trí. Thì khi họ vô họ đề khởi câu Phật hiệu khoảng 3 tuần là niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Một niệm tương ưng niệm niệm Phật. Chỉ cần 3 tuần thôi là họ vô được công phu niệm Phật tam muội nhất tâm bất loạn. Cùng lắm là một tháng. Còn hạng phàm phu như chúng ta đó, như Giác Nhàn, như quý vị đó, là phải 8 năm đến 10 năm mà cắt bỏ duyên trần, giữ lòng khiêm hạ, tìm một chỗ chân thật, dụng công tu hành, chết sạch hết vọng niệm, chỉ đề khởi câu Phật hiệu, có việc gặp việc làm xong rồi buông xuống, tiếp tục giữ câu Phật hiệu. 8 đến 10 năm quý vị mới vô nhất tâm, mới vô niệm Phật tam muội. Có thầy bạn bữa nay ông vô ông Bế Quan ông tu 20 năm, giữ cái cách niệm Phật nhớ số. Ông kêu cái cách này sâu dữ lắm. Chỉ có người niệm Phật rồi mới thấy được cái sự an lạc của câu Phật hiệu. Cho nên bọn phàm phu chúng ta đó mà lay quay lầm quầm, thời gian trăm năm nó qua cái vèo. Giác Nhàn ngồi suy nghĩ lại, chỉ còn lại một tháng 21 ngày, bữa nay ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch, thì còn một tháng 21 ngày nữa, đúng không? Thì còn một tháng, bữa nay mùng 9 tháng 11, hết tháng 11
Rồi đến tháng 12 là coi như là hết 47 tuổi sang 48 tuổi là gần 50 tuổi rồi. Hơn nửa đời người rồi mà chưa được cái gì cả, hổ thẹn vô cùng. Mới có sanh ra cục thịt đỏ que, bây giờ thành 50, gần 50 mất rồi. Thì thời gian nó đi vùng vụt, mà cứ mỗi một ngày sáng tại lịch là mình tiến lần đến cái chết. Thọ mạng của mình nó giảm một ngày rồi. Nhưng mà có những người cái thọ mạng của họ, họ chết trước tuổi, chết trước thọ mạng. Rồi có những người thọ mạng họ hết rồi mà họ kéo dài được. Chút nữa chúng tôi nói đến cái người mà không giữ được cái lòng từ không giết, thì người này ngũ phước si hao. Mà cái người mà giữ được cái lòng từ, tức là cái tâm họ từ bi và họ không có giết, họ không có sát sanh, họ thì họ được ngũ phước. Mà cái người mà sát sanh mà không có lòng từ nữa đó, thì người này bị ngũ phước si hao. Lắng nghe cho kỹ, chút nữa chúng tôi nói chỗ này. Như vậy hôm nay mình thấy cái thời gian nó trôi qua. Giờ mình thực sự bây giờ mình ngồi mình nói thẳng với nhau, bản thân giác nhàn như quý vị, chiều hôm nay mà thọ mạng hết, coi như là xong rồi đó. Phật để mà rước về Tây Phương Cực Lạc. Tuy rằng mình biết rằng có Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà cái niềm tin của mình nó chưa được kiên cố, tính tâm nó chưa kiên định, nguyện lực nó chưa có gì, chưa có tha thiết, chưa có cảm đến nguyện của Phật, chưa biết ngày giờ vãng sanh, thì đường trước mịt mờ, mênh mang, sinh lộ của mình về Tây Phương Cực Lạc coi như vẫn chưa có nắm chắc trong tay. Cho nên các vị tổ mới nói là sanh tử sự đại. Hòa Thượng Tịnh Không mới là nói là tử sanh, chết đi về đâu mới là đại sự. Quan trọng, chết đi về đâu mới là quan trọng. Có nhiều người mình thấy hầu như là họ có tu như vậy, họ có phước như vậy, mà họ tu ngoài da trớt trớt, cỡ ngựa xem hoa thôi. Họ có phước, họ sống đến 70-80 tuổi, là họ hưởng những cái phước thừa, cái thọ mạng thừa của đời trước. Nhưng mà lúc họ ra đi quá thê thảm luôn, không có người hộ niệm cho họ. Và họ ra đi là mịt mờ, mang mang, gọi là tiền đồ mang mang, không biết đường nào mà đi cả, rất khổ đau. Nói như vậy không phải là mình bi quan yếm thế. Rất nhiều người nói là tu tịnh độ là bi quan yếm thế, không có bổn phận, thiếu trách nhiệm. Không phải. Mình phải lo cho bản thân mình. Không ai thương mình bằng mình thương mình. Không ai thương mình bằng Phật A Di Đà thương mình. Đúng không? Ai ghét mình cũng được hết chứ. Chồng chê, chồng chửi, chồng đánh, chồng ghét cũng ok. Chỉ có Phật A Di Đà thương là ok rồi. Đúng không? Mà muốn Phật A Di Đà thương thì mình sao? Phải nhớ Phật, niệm Phật, phải không ạ? Cho nên Ấn Tổ mới nói là, cha mẹ nào mà không thương con, chỉ có con cái bỏ cha mẹ thôi. Phật Bồ Tát nào mà không thương chúng sanh, chỉ chúng sanh ngang ngạnh không chịu nhớ Phật, niệm Phật. Hòa Thượng nói một câu này nghe mắc cười. Hòa Thượng Tịnh Không nói, Ngài Địa Tạng ở trong địa ngục, Ngài khổ cực. Ngày đến ngày độ cái ông ở trong địa ngục, tiêu hết nghiệp rồi bắt đầu ra khỏi địa ngục, đánh một vòng nữa cái quay vô. Ngài Địa Tạng kêu, ổ tôi mới thấy ông đi ra rồi, sao bữa nay ông đi vô? Kêu tôi nhớ địa ngục quá ngài ơi. Ê chà, tôi mệt với ông quá hà. Sao ông đi ra rồi ông còn đánh vòng ông vô nữa không? Cái đạo lý này nó thâm sâu. Trời, cái khổ về tài, về tiền, về danh, về vọng, nó vùi dập khổ, tối mặt tắt đèn khổ muốn chết luôn. Cứ qua cái khổ đó rồi cái bắt đầu tiếp tục mơ tưởng nữa. Có phải không? Có phải đánh dòng vô địa ngục rồi ra nữa không? Y chang chúng sanh cõi ta bà. Trời, cái khổ về chồng, cái bà đó mới nói thôi con khổ vì ông lắm rồi, con quyết định ly dị đợt này rồi, thôi nha, vài bữa thì gặp ông nữa. Cái chúng sanh mình cái nó hết cái khổ rồi, nó quên cái khổ rồi, cái bắt đầu gì? Nó nhập vô gọi là bộ giác hiệp trầm tiếp. Nếu mà họ đang khổ như vậy đó, mà họ gặp được pháp môn tịnh độ, họ niệm Phật, họ muốn thoát khỏi cái cõi ta bà này như bà Vi Đề Hy đó, thì họ sẽ về cái Tây Phương Cực Lạc được. Đúng không? Nhưng mà qua cái khổ rồi, không ai chỉ cái pháp môn họ tu, cái bắt đầu gì? Họ sướng đắm trong ngũ dục. Cho nên Phật nói cái kẻ đáng thương nhất thế gian này là đắm trong ngũ dục tài sắc danh thực thì, mà không biết đắm trong ngũ dục là kẻ đáng thương. Thọ mạng họ hết là họ phải đọa lạc.
tham sân si mạn, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. 16 chữ này mà quý vị có một chữ là quý vị mệt mỏi cho nó rồi. Nãy có cái cô có ngồi cứ cười cười hoài, thấm ý dữ lắm ha. Cho nên cái pháp của tổ sư Ấn Quang là nói trọng tâm vào cái chánh yếu. Con người gây nhân nghiệp, gây nhân rồi thì chắc chắn phải gì? Phải trả quả. Nghiệp nhân có thì nghiệp quả phải lãnh. Lắng nghe chỗ này sâu sắc. Cái người mà đói khát, cái người mà chết yểu, cái người mà cầu cái gì cũng không được hết là nghiệp nhân của họ. Trong mạng họ không có, cầu tiền cũng không có, là trong mạng không có tài. Đi kiếm hoài, kiếm lưng mỏi gối dùng rồi, có cái cũng nuôi bác sĩ, bệnh hoạn nó hết. Cái kiểu gì nó cũng không có, thọ mạng cũng không có, là do cái nghiệp nhân của họ không biết bố thí cúng dường, cho nên thành ra họ không có, trong mạng không có tài, không biết bố thí vô ý, là phóng sanh ăn chay, cho nên trong mạng họ không có thọ mạng. Cái hạn sử dụng thọ mạng của họ đến 28 tuổi như cô Hương Trúc, cũng như có những người ở trong thai một tháng, chưa tới một tháng họ đã bị chết mất. Lý do vì sao? Vì trong mạng họ không có. Họ đi kiếm hoài, họ đi tìm cùng đường bạc lộ cũng không có. Như vậy bên nay họ phải làm như thế nào? Họ phải tranh thủ từng giây, từng phút, từng giờ để tích lũy cái thọ mạng. Thọ mạng quan trọng. Bác sĩ có thể kéo dài thọ mạng được không? Bác sĩ có chữa nghiệp được không? Không. Chữa bệnh thông thường thôi chứ mà bác sĩ chuyển nghiệp không được. Vậy mà câu A Di Đà Phật chuyển nghiệp hết bệnh được. Cho nên cái người mà người ta thấy được cái nghiệp báo họ có rồi đó, cái nhân của nghiệp báo có rồi, cái nhân là tạo ác nhân có rồi đó, thì bắt buộc họ gặp ác báo. Nhưng mà cái chỗ này quan trọng là cái người có tu khi họ gặp ác báo họ không phiền não. Cái người không tu họ gặp ác báo, họ nói là trời trao cho họ, người khác mang đến cho họ, họ nổi sân si tâm bành lục tặc, họ phiền não kinh khủng. Họ cứ vì người khác, vì chuyện đó, vì chuyện kia, vì chuyện đó tôi mới ra nông nổi như vậy, mà họ không nói vì họ. Vì mình thiếu phước cho nên mới gặp ông chồng quýnh bà chứ. Vì mình không nghe lời cha mẹ, mình không có hiếu với cha mẹ, mình gặp cái thằng ăn chồng uống rượu uống quýnh cho mình lên trời bờ xuống ruộng chứ. Đều là do mình hết. Nghiệp nhân nó chiêu cảm quả báo. Mà khi có quả báo rồi, cái người biết tu người ta ẩn nhẫn, người ta niệm Phật nó qua. Người ta chấp nhận, người ta niệm Phật nó qua. Cũng như tuần trước Giác Nhàn kể cái câu chuyện mà con Cừu, nhớ không? Nhớ chuyện con Cừu không? Ông chồng là con Cừu, bà vợ là người đàn ông, vừa là chăn cừu, vừa là bắt con cừu làm, vừa là đánh đập chửi rủa nó. Đời sau cái ông đó ông hết phước làm đàn bà. Con cừu nó có phước, nó cày cấy, nó làm khổ cực, nó làm đàn ông. Bây giờ bắt đầu nó quýnh lại bà, mà cứ càng quýnh bà càng phiền não, càng bằng, càng bực tức, càng chửi lại, thì nó cứ dây dưa hoài. Con nợ nó không có hết. Mà nghe ông thầy đó, ông kêu để cái chỗ dơ giấy đập lên đầu bà đừng có cãi lại nó hết. Cái đạo lý này nó hay. Cho nên về nhà mà lỡ ông chồng ổng quánh mình cứ không? Cười không nổi cũng nhe răng mà cười. Từ từ phải quan hỷ để nó tiêu. Cái người mà nghiệp báo tới mà họ không phiền não á, thì con người này biết dụng công. Còn cái người nghiệp báo chưa đến, người ta mới nói một câu, chưa đụng lông chân mình là tam bằng lục tặc nổi lên ra ngang, thì con người này không biết tu. Lửa mà đổ thêm dầu chết. Chứ có nhiều người nói thôi tôi có phiền não, tôi có tội ác, tôi có làm gì đâu mà bắt tôi niệm Phật, bắt tôi tu khổ cực ngày đêm niệm Phật mệt muốn chết đi. Nhưng mà đụng chuyện rồi mình tu nổi không? Tôi không nổi. Cái vọng tưởng, cái nghiệp ác, cái ác niệm nó kinh khủng, nó dày thành khối, niệm để mà chuyển nó chuyện không nổi. Có đội quân chánh giác nó yếu xìu yếu nhớt à. So với cái quân giặc ở trong này, tham sân si ngã mạn nó quá là hùng mạnh, hàng ngày nuôi dưỡng âm thầm, nuôi ông tay áo, nó quá là hùng mạnh, cho nên thành ra khi nó đề khởi lên rồi một cái là thôi, khổ biết bao nhiêu mà kể. Trong cái nỗi khổ chỉ có cái sân hận là nó dễ khởi nhất.
Gặp người đó người ta nói một câu mình không ưa, cái là nổi sân hận lên, tiêu hết bao nhiêu công đức. Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn trước môn khai. Một niệm sân trong tâm nó khởi lên là trăm ngàn cửa chướng ngại nó tới với mình, nó mở ra để mình đi vô. Sáng hôm nay Giác Nhàn cho quý vị nghe trước cái lời khai thị của Ấn Tổ, xong Giác Nhàn sẽ giảng cái lời khai thị của Ấn Tổ. Ấn Tổ nói cái người tu mà không đề xướng nhân quả và không tin nhân quả thì người này tu không tới nơi. Cái người tu là phải tin niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả, tin chắc, tin 100%. Khi tin như vậy rồi đó, mình đã gieo một cái nhân niệm Phật trong tâm rồi, chắc chắn cái quả đó là tên của mình để ký gửi bên liên thai rồi. Trước sau gì cũng phải về, không có nói năng gì nữa hết trơn. Phật không bỏ chúng ta, chỉ mình bỏ câu niệm Phật không muốn về, chứ muốn về liền được về. Phải tin chắc cái nhân quả. Tin nhân quả như thế nào? Niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả. Niệm sân là nhân, đọa địa ngục là quả. Thiên đường hữu lộ vô nhân vắng, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Lắng nghe câu này. Thiên đường là cảnh Tây Phương Cực Lạc, hữu lộ là con đường thênh thang, có Phật lực gia trì, chư tổ khuyên bảo chúng ta không ai hỏi han đến. Vô nhân vắng là không ai hỏi han đến. Kêu họ niệm Phật, kêu đi ngủ chứ niệm Phật được cái giống gì trong đó mà niệm. Thì hỏi làm sao về với Phật được, gọi là vô nhân vắng. Địa ngục vô môn, địa ngục nó nhiều, nhiều người ở dưới đó quá rồi. Ngài Địa Tạng đóng cửa lại, ông kêu y chà, trong này nhiều người quá rồi, đừng có vô nữa nha. Mà cái gì, cho tôi vô đi, cho tôi vô đi, không, tôi thích trong này lắm. Hằng ngày cứ sân lên, nổi sân lên, đụng chuyện là nổi sân lên. Đó là gieo cái nhân. Nhất niệm tam thiên, một niệm có 3.000 cảnh giới trong đó. Một niệm sân có 3.000 cảnh giới địa ngục. Một niệm tham có 3.000 cảnh giới ngạ quỷ. Một niệm si mê nó có 3.000 cảnh giới súc sanh. Một niệm Phật nó có 3.000 cảnh giới Phật trong đó, gọi là nhất niệm tam thiên. Giờ muốn niệm gì đây? Niệm sân không niệm nó cũng niệm đúng không ạ? Niệm tham không niệm nó cũng niệm phải không ạ? Niệm si mê không niệm nó cũng niệm đúng không ạ? Vì đó mình đã huân tập thành khối vô lượng kiếp đời đến nay rồi. Niệm ái, niệm dâm không niệm nó cũng niệm. Nhưng mà niệm Phật không niệm là nó không niệm luôn ạ. Niệm Phật là phải niệm, tha thiết niệm mà nó còn cà trầy cà trật. Bởi vì mình chưa có huân tu, không có hàm dưỡng cho nó thành khối. Chứ cái người mà họ chịu niệm Phật là họ vô niệm Phật thành phiến. Thành phiến nghĩa là giống như miếng vải, phiến là miếng vải, nó phủ lên trên cỏ, còn cỏ, gốc cỏ cú còn ở đó, nhưng mà nó không có mọc lên được, do miếng vải nó phục rồi, nó che rồi. Cũng vậy, cái người niệm Phật, tham sân si ngã mạn ái dục còn trong đó, nhưng mà cái câu niệm Phật nó đã phục rồi, nó không có đủ sức nó đề khởi, nó không có manh nha mạnh động được nữa, nó nằm im đó. Đó là gọi là nghiệp cũ nó nằm im đó. Rồi lúc vãng sanh cái niệm Phật nó chiếm ưu thế, cái tín nguyện nó chiếm ưu thế, cảm với cái nguyện của Phật về bên đó, gọi là đới nghiệp. Đới là mang, mang nghiệp cũ về bên đó. Còn nếu không mang nghiệp cũ về bên đó mà ở cõi này, một là hiện báo, hai là sinh báo, ba là hậu báo, là phải báo. Trong đời này phải trả, mà không thì đời sau, không thì nhiều đời. Triệu Thố mà khi mà Ngài Ngộ Đạt giết ổng rồi, cái là ổng đợi 10 đời, đời thứ 10 là ông báo liền. Ông làm có một nghĩa một người thôi, đâu biết bao nhiêu mà kể đúng không? Nhưng mà các ngài có tu rồi, ngài ẩn nhẫn, ngài chịu đựng cho nó qua. Cái người biết tu rồi, người ta chịu đựng ẩn nhẫn cho nó qua. Chứ không mà lỡ mà ông Triệu Thố này, ông đợi Ngài Ngộ Đạt gần chết rồi, ông đến ông đòi nữa thì thôi. Lúc đó thân thể đau đớn, tinh thần nó hoang mang yếu ớt, nó vô nó đòi nữa thì thôi, tiêu chịu không nổi. Cho nên bây giờ có khổ đau gì, cố gắng ẩn nhẫn, đừng sanh ra phiền não, đừng sanh ra ác tưởng, đừng trách người khác. Cứ an lòng niệm Phật để chịu đựng cho nó qua. Mình mừng là bây giờ nó đến sớm. Phải không ạ? Có ai bệnh mà mừng không? Bộ hơi khó ạ. Cô đã có trả lời không thế chứ? Có ai mà bệnh mà mình mừng không?
Phải mừng là bởi vì nó tới sớm, đúng không ạ? Mừng là nó tới sớm. Chứ để mà lúc lâm chung nó tới nữa thì thôi rồi, quý vị chịu nổi không? Cho nên cái thắng cuộc hay không là cái người gặp nghiệp báo đến, người ta có sanh ra phiền não hay không. Mà muốn không sanh ra phiền não thì họ dụng công tốt, họ có công phu an định tốt trong câu Phật hiệu, thì lúc lâm chung họ tha thiết, họ niệm Phật. Có dùng dằn gì phiền não chút xíu chưa được ngày là nó dăng ra mất, không có bám vô được. Thì lúc đó họ họ bị nghiệp báo mà họ không có gieo cái tiếp tục cái nhân để hậu báo họ chịu nữa. Quả báo đến với họ rồi, đến đó chấm dứt. Còn người không biết dụng công, quả báo đến họ sanh ra phiền não, bực bội, tức tối, trách người nọ, chê người kia, rồi phiền não với người khác. Nó dồn cục lên là tiếp tục nó sẽ đến nữa, nó dây dưa nó không hết. Nói thì nghe bộ dễ thiệt, nhưng mà không có thời gian hàm dưỡng dụng công nó kinh khủng lắm. Bây giờ thầy Nhuận Minh, đáng lẽ chúng tôi giảng xong rồi mới cho quý vị nghe, nhưng mà quý vị nghe cái lời khai thị của Ấn Tổ thiệt là hay. Giới Nhàn phân tích trong này xong rồi Giới Nhàn sẽ nói thêm ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư vị liên hữu đồng tu trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang dạy người tu tịnh độ phải đời xướng nhân quả. Đối với người thượng trí, cố nhiên biết cội gốc nằm nơi luân thường, hiểu rõ những điều gì nên làm. Đối với hạng trung hạ căn, nếu chẳng nói đến nhân quả giải thích tách bạch tường tận, nêu bày rõ rệt sự tích nhân quả báo ứng, làm sao họ dè dặt nơi hành vi, bó buộc thân tâm cho được. Vì thế nhân quả là cửa ngõ ban đầu vào nhân đạo, nhưng tin tưởng chuyên dốc nơi nhân quả cũng chẳng phải là dễ. Bậc sơ quả trong tiểu thừa, bậc sơ địa trong đại thừa chính là những vị thật sự có thể chuyên dốc tin tưởng nhân quả vậy. Từ bậc sơ địa trở xuống, từ bậc sơ quả trở lại, hễ gặp duyên trái ngược, giết trộm dâm dối, sẽ không thể giữ gìn được, sẽ thuận theo đó mà khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Những kẻ thông minh vẫn xem nhẹ nhân quả, cho rằng nhân quả bất quá chỉ nói đến kẻ căn cơ trung hạ, chẳng biết rằng hễ chỉ hiểu ý nghĩa của nhân quả thô thiển thì chẳng đáng gọi là tính. Tuy biết nhưng chẳng tận tụy vận hành thì cũng chẳng đáng gọi là tính. Chỉ có bậc thánh nhân thuộc sơ quả, sơ địa hay dự lưu mới có thể chẳng còn mang thân sao. Hễ chẳng còn mang thân sao thì chẳng còn chi phối bởi sắc thanh hương vị xúc pháp, nên đáng gọi là có lòng tin nơi chuyên dốc. Vì thế Ngài Mộng Tông nói, kẻ khéo bàn về tâm tánh ắt chẳng bỏ lìa nhân quả. Nhưng kẻ tin sâu nhân quả, rốt cuộc ắt sẽ hiểu sâu tâm tánh thật rõ rệt. Đấy chính là nguyên do vì sao trong thế gian người niệm Phật đông đảo mà thật sự liễu sanh tử lại hiếm hoi. Lòng thành đến cùng cực, đá vàng cũng phải nứt. Dẫu cho người ấy chẳng được lợi ích thì chính mình cũng được lợi ích lớn lao. Tổ sư Ấn Quang dạy cách hành trì nhiếp trọn sáu căn. Tông chỉ của tịnh độ là sanh lòng tin chân thật, tức tính, phát nguyện thiết tha, tức nguyện, chuyên trì danh hiệu, tức hành. Ba pháp tính nguyện hạnh là tông chỉ của niệm Phật. Phương pháp dụng công của niệm Phật hay nhất là nhiếp thiệt căn. Tai nghe rõ ràng rành rẽ tức là nhiếp nhĩ căn. Hai căn đó được nhiếp trong Phật hiệu thì mắt cũng chẳng nhìn ngó loạn xạ. Khi niệm Phật nên buông rèm mắt xuống, tức là hạ thấp mí mắt xuống, chớ nên mở banh mắt,
mắt đã nhiếp rồi, mũi cũng chẳng ngửi loạn xạ được, tức là mũi cũng được nhiếp, thân phải cung kính, tức là thân cũng bị nhiếp. Sáu căn đã nhiếp chẳng tán loạn, thì tâm không vọng niệm, chỉ nghĩ đến Phật, đấy mới là tịnh niệm. Hễ sáu căn không nhiếp thì tuy niệm Phật trong tâm vẫn có vọng tưởng tơi bời, khó đạt được lợi ích thật sự. Nếu có thể nhiếp trọn sáu căn để niệm thì gọi là tịnh niệm tiếp nối. Tịnh niệm nếu có thể thường tiếp nối thì nhất tâm bất loạn, và niệm Phật tam muội sẽ đều có thể dần dần đạt được. Xin chú ý, chỉ mong đạt được nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối thì nghiệp sẽ tiêu, trí sẽ rạng, tâm địa sẽ khai thông. Lo gì chẳng hiểu rõ nghĩa kinh, hãy nên gắng sức lên nhé. Đọc kỹ trong văn sao thì mọi việc sẽ được tháo gỡ. Thành tựu cho một người vãng sanh tức là thành tựu một phàm phu thành Phật. Há chẳng hết sức khuyên nhủ đấng sanh ra ta để họ ắt được thỏa sở nguyện ư? Lời của Tổ sư Ấn Quang khai thị sự nghiệp của chúng ta là gì? Sự nghiệp của chúng ta là gì? Chính là dùng thân để làm gương, hoằng dương sự giáo hóa của Đức Phật. Chỉ lấy tự lợi, lợi tha, tự lập, lập người làm chí hướng sự nghiệp. Đối với hư danh, lợi lộc, phù phiếm đều xem nhẹ, chẳng hề bận lòng. Đối với chân lý thanh quy, quyết chẳng vi phạm, khiến cho người thấy kẻ nghe đều sanh lòng ngưỡng mộ. Đấy gọi là dùng lời lẽ để dạy thì bị tranh cãi, dùng thân để dạy người ta thuận theo. Chuyện thế gian hay xuất thế gian, không một chuyện nào chẳng lấy thân làm gốc. Nếu gốc chẳng lập, dẫu có làm gì đi nữa thì cũng chỉ là chuyện phô trương bề ngoài mà thôi. Đã không chân tu, ắt sẽ chuốc lấy sự khinh thường từ bên ngoài, lại còn ngược ngạo tạo bằng cớ cho kẻ tà kiến hủy báng Phật pháp. Tự lợi lẫn lợi tha đều mất thì đại sự sanh tử làm sao liệu được? Nam mô A Di Đà Phật. Văn sao của Ấn Tổ. Cái người này, cái người nào mà khéo đọc, khéo mà nghe. Khéo tức là dùng cái lòng chân thành cung kính thì lợi ích lắm. Như Ngài là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, khi mà Ngài thị tịch biết trước lúc mất, để lại 32 cái răng biểu chứng biểu pháp lời của Ngài nói rắn chắc như cái răng, không bị mai một. Bởi vì Ngài đọc vào trong Tam Tạng Kinh Điển, Ngài rút ra những cái tinh hoa, cho nên Ngài nói lời lẽ tuy vụng về chất phát, nghĩa lý lấy từ Kinh Phật, nếu chịu hành theo là lợi lạc vô cùng. Ngài nói về cái việc tin nhân quả. Cái người mà thực sự họ tin nhân quả, niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả. Cái nhân và cái quả này là quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Không có gì quan trọng bằng cái này. Cho nên họ làm cái gì họ không bỏ câu Phật hiệu. Ông Bạch Cư Dị ông nói giàu bận túi bụi, cái chuyện bận đó là chuyện phụ. Kiếm tiền một ngày bạc tỷ cũng phụ, có mang đi được đâu mà chánh. Mà đôi lớ sớ tạo một ngày một tỷ đó nữa là có tiền, nhưng mà gì, trong mạng hao tài. Bởi vì mình đang thâu tài vô để mình hưởng thụ trong đó, là mạng mình đã hao rồi mà còn tạo nghiệp ác nữa chứ, mất cả chì lẫn dài. Còn cái người người ta làm, người ta thấy tất cả những chuyện là phụ hết, câu niệm Phật là chính. Bởi vì họ lo đắp cái nền tảng của cái nhân địa này, và cái nhân địa này đó là cái quả giác của Phật A Di Đà tu thành rồi. Họ lo tích lũy cái nhân địa này, họ kêu cái nhân địa này mang đi được. Mang đi được, mang đi đâu? Mang về tới Tây Phương Cực Lạc.
Quý vị tích cái nhân tham sân si cũng mang đi được, mà nó đọa xuống ba ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chắc chắn là như vậy. Nhất thiết pháp từ tâm tiễn sanh, tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian, pháp niệm Phật, pháp đọa lạc cũng từ nơi tâm tưởng sanh. Chúng sanh vì si mê tạo ra nhơ nhiễm tưởng của tham sân si phải đọa lạc, cũng như là mình tạo ra cái tâm ái nhiễm, cho nên thấy cha mẹ của mình ăn nằm quan hệ với nhau, mình chui vô đó, nằm trong bụi địa ngục máu 9 tháng 10 ngày, nó kinh tởm không thể nào tưởng tượng được. Vừa sanh ra một cái thôi, cái da mình nó mỏng, nó gặp gió lạnh bên ngoài đau buốt, giống như là người ta chế nước sôi con rùa mà lột mai, đau chịu không nổi luôn. Có nhiều người chết ngay, thế mà vẫn không sợ. Bây giờ cái liên thai do nguyện lực của Phật A Di Đà, lúc mất cái tinh thần mình nó vô trong đó, nhờ cái công đức Phật lực gia trì, nhờ cái liên thai đó nó bảo trì trong đó, đưa về Tây Phương Cực Lạc thì thôi, nó sướng gì bằng, an vui gì bằng. Cho nên thành ra vừa sanh đã là an vui, vui không thể nào nói nên lời, an vui cùng cực. Vừa sanh cũng là khổ, là vô thai bào cha mẹ, khổ không thể nào nói nên lời. Vừa sanh nó là vui, là vô liên thai, nó vui không thể nói nên lời. Mà muốn vui trong liên thai thì chịu khổ chịu cực, một đời ngắn ngủi. Chỗ này quan trọng trong cái nhân quả, lắng nghe nha, đừng ngủ nha. Người mình nó có 5 cái đức là ngũ dục. Có nhiều người tài, tiền tài người ta xem nhẹ lắm, sắc dục họ cũng xem nhẹ, danh lợi họ cũng xem nhẹ, nhưng mà ăn với ngủ là họ khoái, thì nó cũng vô trong ngũ dục. Mà ăn thì đôi khi họ ăn chay được, chứ mà ngủ thì thôi, họ lên một cái là họ phè đến 7 giờ sáng cũng lên rớt vô trong ngũ dục, khó tránh vô cùng. Quan trọng nha, lắng nghe chỗ này ha. Ở trong này cái đoạn nhân quả Ấn Tổ có khai thị là cái hàng sơ quả là chứng tư đồ hoàng, có 4 cái quả tư đồ hoàng: tư đà hàm, a na hàm và a la hán. Mà tư đồ hoàng á, cái sơ quả là phải còn sanh lên cõi trời 7 lần, còn các hàng a la hán là vô sanh, không có sanh lên cõi trời nữa. Mà con người mà về tới Tây Phương Cực Lạc nó cũng vô sanh, không còn phải thối đọa nữa, thì nó cũng ngang với a la hán. Mà trong đời này mà kêu chứng quả a la hán thì khó như lên trời. Vô sơ quả đã là khó, mà cái người mà vô sơ quả rồi đó, họ không có thuận theo cái thế gian, họ gặp sát đạo dâm dối, họ không có làm, dầu cho mà họ ức hiếp họ, giết họ đi nữa họ cũng không làm, vì cái tâm họ nguội lạnh với chuyện này rồi, không có còn nữa. Lắng nghe Vấn Nhàn đọc cái đoạn này cho quý vị nghe nha. Những vị đã chứng sơ quả, đã đắc giới tương ưng với đạo, tự nhiên chẳng phạm giới. Như khi họ cày ruộng, hễ họ cày đến chỗ nào, trùng bọ rời khỏi chỗ đó đến 4 tấc, đạo lực khiến cho tự nhiên như vậy. Nếu không xuất gia họ cũng cưới vợ, nhưng họ dù dùng oai lực đe dọa tánh mạng để y hiếp, họ làm chuyện tà dâm, họ thà mất mạng chứ không thuận theo. Con người chưa chứng sơ quả phải giác chiếu tinh nhân quả mới có thể chẳng phạm. Ở chỗ này nó, chúng tôi coi cái đoạn này bên tục biên, nhưng bên tam biên á, là ngài có nói đến cái vấn đề nhân quả, chúng tôi mới lấy ra đối chiếu. Cái người mà họ vô dòng thánh sơ quả rồi, họ đi cày ruộng á, thì trùng bọ kiến dế nó cách ra 4 tấc, không đuổi nó cũng tự đi, là do cái oai lực trì giới. Cứ một giới là có 5 vị thần hộ giới, hộ giáo, hộ trì. Họ đã đắc giới thanh tịnh tương ưng, cho nên 25 vị thần gia hộ cho họ, và kiến dế trùng nó cách ra 4 tấc. Còn mình cuốc đến đâu là trùng nó dãy đành đạch đến đó, có cách đâu. Cho nên phàm phu nó cựa cái là có tội. Nếu mà cái tội này nó có hình tướng thì cả hư không này không thể chứa nổi tội mình. Kinh khủng không? Có nhiều người, người ta nói tôi có tội gì đâu, tôi có của giết người gì đâu mà tội, tôi ăn mấy miếng thịt mà ông thầy nhà cũng nói hoài mệt ông ghê.
Ăn thịt có tội không? Người ta giết tôi mới ăn, tôi không ăn người ta cũng giết mà. Đúng, mình không ăn người ta cũng giết, nhưng không có can dự đến nhân quả. Mà ăn vô là can dự đến nhân quả rồi đó. Ăn miếng trả miếng à, ăn một lạng trả một con à. Như bỏ tiền ngân hàng nó phải có lời chứ. Nhân quả đó. Còn nếu các vị mà họ chứng sơ quả rồi á, bắt họ, khi họ có vợ rồi bắt họ hành cái chuyện tà dâm, họ không làm. Dầu đem đến cái chuyện uy hiếp tánh mạng là giết họ, họ vẫn không làm. Không làm là không làm. Còn mình đây thì thôi, con cái mới còn nhỏ, lớn lên mới có 15, 16 tuổi, 13, 14 tuổi rồi bắt đầu mang mấy ông con trai đâu nước ngoài về cho nó làm quen. Nó làm quen, nó làm bụng luôn. Chết không? Nó bỏ đi đâu mất tiêu. Quá trời nhiều như vậy. Quá trời nhiều. Ấn Tổ nói không giữ được bản chất của con người vì nghiệp ái, chui vô bụng mẹ ra cõi này rồi không có hàng phục nó, mà gặp cảnh bên ngoài nữa thì thôi, làm sao mà giữ được. Cha mẹ không học được cái đạo lý nhân quả, không có biết được cái cách để dạy con. Không phải chúng tôi cao ngạo mà học cái lời văn sao Ấn Tổ mà chúng tôi quyền rủa hoặc là nói nặng nói nhẹ quý vị, hoặc là trách khứ quý vị nhiều đâu. Mà chúng tôi muốn nói cái tiếng nói này giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh gióng lên để cho tất cả cha mẹ ông bà làm sao phải đọc lời của tổ sư Ấn Quang để biết cái cách giáo dục gia đình. Con cái phải dạy cho nó học lớp hết lớp 12, ra đại học có sự nghiệp xong rồi và biết cái cách để mình dạy con cho tốt mình mới làm mẹ được. Từ học lớp 1 đến lớp 12 ra trường đại học có tiền, chỉ biết cái cách kiếm tiền chưa biết cái cách dạy con. Phải học cái cách dạy con nữa mới làm mẹ được chứ. Chưa có tiền, chưa có sự nghiệp, chưa có cách để dạy con, chưa học lời dạy của Tổ Bồ Tát Phật Thánh Tiên Hiền, cuối cùng mang nợ về, mang một cô vợ về, phiền não khổ đau. Cho nên chúng tôi có một cái câu này quý vị lắng nghe: kính nhi viễn chi. Muốn kính với nhau á, ở xa thì nó kính. Người con ở Mỹ về thăm cha mẹ, ở xa nhau, không có chuyện gì xảy ra hết. Mỗi ngày mỗi người có việc đi làm, không có thấy lỗi xấu nhau, không có tâm khinh nhờn đối xử với nhau. Nhớ cha mẹ quá chừng về thiệt là cung kính, mua quà, mua đồ, đủ thứ hết trơn. Về ở 3, 7, 21 ngày bắt đầu kình lộn mà. Cái tâm cung kính không còn nữa, cái tâm khinh nhờn nó xuất hiện, thấy cái lỗi xấu với nhau. Cho nên giờ chúng tôi suy nghĩ vì sao mà mới có bắt đầu đám cưới 3 ngày thì thấy nó còn an vui, 3 tháng là có vấn đề, mà 3 năm bắt đầu ly dị, mà dẫu không ly dị ở suốt đời cũng gì, bằng mặt mà không bằng lòng. Sống chung với kẻ nghịch như nếm mật nằm gai, quá khổ. Ai cũng lấy tâm phàm đối xử với nhau hết thì hỏi làm sao mà được. Cho nên cái giáo dục gia đình Ấn Tổ nói thiệt là hay. Nếu mà cái giáo dục gia đình này bị mất gốc rồi, không có hoàn thiện được gia đình, thì không thể nào mà kêu bỏ cái nhân đạo mà bước vô Phật đạo được. Chúng tôi kể chuyện gia đình chút xíu quý vị nghe nha, đừng có cười nha. Nhớ ông cụ hồi xưa, ông hay uống rượu. Buổi chiều nào bản thân chúng tôi còn nhỏ cứ đi mua xị cho ông về ông uống. Cái chiều nào ông cũng phải có một xị rượu, ông quen rồi ông mới ngủ được. Không có cái trằn trọc ông ngủ không được. Đúng cái rượu nó cũng ghê gớm thiệt, nó như con sâu á nha. Không có, nó cắn rứt trong người khó chịu. Mà uống vô cái rồi nó im. Mà uống vô rồi sao? Tao nói với má mày á nha, má mày, cái nhiêu đó nói hoài. Bởi vì uống vô rồi cái nó không nhớ gì nữa hết trơn. Cái nhớ tao nói với má mày không à. Ở đây có ông nào không? Có ông nào uống rượu không? Đúng thiệt, rượu vô rồi làm quẳng trí, không biết gì nữa hết trơn. Phật cấm là phải quá à. Phật này cũng trí tuệ thiệt đó ta. Có nhiều người nói rượu có con gì trong đó đâu, nó nấu bằng gạo, nó đâu có gì mà sát sanh đâu. Ừ đúng, nó nấu bằng gạo thiệt, nhưng mà nó có cái chất nó làm con người si mê, không tự chủ được nữa. Khi vào cái giới rượu rồi, thấy con gà đi ngang qua, cái bắt đầu cầm dao phang cái vèo gãy cổ xuống, mang vô làm thịt. Cái bà hàng xóm, anh ơi, anh Tám thấy con gà tôi đông, cái tôi làm gì thấy con gà của chị. Rồi giới nói láo, rồi cắt cổ nó ra, sát sanh. Mà cái giới này đã phạm rồi thì giới dâm nó bắt đầu tiếp tục. Mà mất rồi thì sao?
lúng rồi nó cứ phạm hoài, cái lúc thọ mạng hết là bắt đầu làm súc sanh, làm ngạ quỷ, vô địa ngục, hết phước làm người. Có ai tin điều này? Có ai nói điều này cho họ nghe không ta? Có Ấn Tổ nói điều này, nói ra rồi nhưng mà họ tin không ta? Nhưng mà họ tin rồi họ làm được không ta? Có cô ở Sài Gòn có nói, trời ơi, bà nội con bà đi nghe thầy giảng bao nhiêu thời rồi mà bà về bà thèm bún bò bà cố luôn. Bữa nào thầy giảng thì nói sâu về cái giới mà quả báo ăn mặn á, cái quả báo sát sanh á. Bữa nay lấy được cái ngũ tướng si hao kinh khủng luôn. Đụng đến cái giới sắc sâm, không đụng đến cái giới sắc sanh, không có lòng từ rồi bắt đầu thân tướng nó xấu xí, là tướng thứ nhất. Thứ hai trong mạng cái bắt đầu nó hết tài. Thứ ba đó là bắt đầu bệnh hoạn nó kéo tới. Mà bệnh hoạn nó kéo tới là tốn tiền tốn bạc trong nó. Rồi thứ tư đó là gì? Chết trước thọ mạng. Thọ mạng mình ví dụ 60 tuổi nó hết, mới có 40, 50 chết mất do sát sanh. Và cái điều thứ năm ngũ tướng si hao là chết không bình an. Ghê không? Không có lòng từ, là lòng sân hận ở trong đó nó đầy ngập. Cho nên thân tướng nó xấu xí. Mà cái người mà có lòng sân là người ta sát sanh nhanh lắm. Dân nhàn mua cá thả dưới khu chân tu, cứ mỗi buổi chiều mua 2 triệu thả. Mấy thằng đó công nhận nó có từ bi thiệt á nha. Nó thấy mình thả cái bỏ nó đi về, mình tưởng nó bỏ nó đi mừng ghê gớm. Tối nó kéo lưới xuống, bắt đầu tối nó kéo cái đồ bình, cái bình xuống, nó chích nó mang cả bao. Công nhận mấy ăn cắp này nó cũng khôn thiệt á nha. Nó thấy mình thả cái nó bỏ nó đi về, mình mừng quá, mình kêu chùa mấy thằng này có lòng tốt ghê ta. Cuối cùng cái tối mấy người đổ bê tông, cái chân trụ bê tông, thấy nó làm nửa bao, một bao. Thôi không có thả vô đó nữa. Cái chiều nào cũng phóng sanh 2 triệu, nhìn con cá con lương, mỗi ngày mình làm và tự nhiên mình thương nó vô cùng. Phải nuôi dưỡng cái lòng từ từng chút như vậy đó, chứ không phải đơn giản đâu. Chứ mỗi buổi sáng mà mấy thầy trên này mà phóng sanh được 3 triệu mà không ra thì uổng vô cùng. Bản thân chúng tôi là công phu xong là chiều 4:30 là có mặt để mà phóng sanh. Đơn giản thôi, 2 triệu mỗi ngày thôi. Người 10 ngày 20 triệu rồi. Một tháng mình có 60 triệu, ở trên này tháng là có 150, cộng lại có ngày 3 triệu, một tháng 90 triệu. Rồi cộng lại có mỗi chủ nhật như vậy là 2 triệu, như chủ nhật tới là có cô hợp, cô phát tâm 50 triệu phóng sanh. Không biết ở đâu họ gửi tiền đến. Như mấy con cá nó khiến họ để gửi xuống mua để thả nó làm sao. Cái gì nó cũng có nhân quả trong đó. Có cái ông đó cứ ngày 200 ngàn ông làm hoài, vậy mà ông sống đến 95 tuổi. Ông bị cái tai biến máu nó vô não, đáng lẽ là phải tê liệt rồi. Cuối cùng sao ông vẫn tỉnh queo. Bác sĩ nói ổ, nó tai biến mà máu nó vô não rồi mà sao ông còn tỉnh thôi. Công nhận công đức phóng sanh khống chế nghiệp lực cực kỳ hay, cứu mạng trực tiếp mà. Quan trọng cho cái người mà vô quả vị A-la-hán rồi, vô sơ địa rồi, một cái là họ không phóng sanh cũng thành phóng sanh, họ cày ruộng cái là tự nhiên súc sanh nó gian ra, nó tránh ra. Đó là cái vấn đề nhân quả. Còn hàng phàm phu như chúng ta thì sao? Khởi lòng lên để mà sát sanh rồi, nó sát sanh cực kỳ là tinh vi, không thể tưởng tượng. Bò nó mang vô, nó để, nó giết hàng loạt bằng máy móc, thiệt là tinh vi. Vừa rồi có cái cô, tên này là tên cô Oan, ai xuống Cần Thơ biết cái quán cơm chay của cô Oan. Có nuôi một đàn bò, mỗi ngày cô thuê người giết một con để cô nấu bún bò. Một ngày có lời 20 triệu. Chưa nói tiền vốn, tiền lời không 20 triệu. Mười mấy năm nuôi một đàn bò mà người ta ăn bún bò cô thiệt là ngon, cô bán đắt dễ sợ luôn. Sau đó rồi cô nhìn, cô thấy người ta giết trên tivi hàng loạt con bò, tự nhiên cô rơi nước mắt, cô thấy tội nó quá. Nhưng mà vẫn chưa chuyển được. Cô này có lòng từ nhưng mà chưa chuyển được. Khi nghe cái đĩa của chúng tôi nói con bò đó, con thú đó, con gà, con dê, tất cả loài chúng sanh đó là cha mẹ của quá khứ, là nó tương lai sẽ thành Phật, là vị Phật trong tương lai. Nếu giết nó mà ăn hoặc mua về mà ăn á, là ăn thịt và giết cha mẹ của quá khứ và giết một vị Phật trong tương lai. Nếu mà phóng sanh là sẽ sống phóng Phật. Thả cha mẹ mình không bị ở trong chim lồng cá chậu. Cô nghe vậy một cái là cô bán sạch sẽ đàn bò luôn. Cô này cũng có cái quyền lực trong gia đình, ông chồng phải nghe theo.
cô bán sạch sẽ đàn bò, chuyển quán mặn sang quán chay luôn. Thì cái chuyện này chúng tôi chưa có biết. Nghe cô Giáng Hương cô nói là cô Ngọc Xuân đi với thầy Chí Thóp phóng sanh ở Cần Thơ, xong chạy xuống dưới đó ăn cơm gặp cổ, mới cổ mới kể. Cái đĩa ông thầy Nhàn hay thiệt. Bữa nay tôi nghe cái đĩa ổng, tôi nghe cái miệng ổng tôi sợ giết bò giết heo rồi. Bữa nay con chuyển qua 5 năm quán chay mà gia đình an vui vô cùng. Mà cô này chưa bị quả báo đến nha, chưa bị quả báo đến bệnh hoạn hoặc gia đình rắc rối, nhưng mà cổ lại nghe cái đĩa của giác ngộ. Cũng như Ấn Tổ kể là cái ông đó, ông mua thịt về chứ không phải ông tự giết, không thuê người ta giết. Mà ông bán quán bằng mấy con thú nó tới nó đòi ông trước. Nó kêu vì sao mà ông mua cho người ta mới giết tôi, bây giờ tôi phải lấy mạng ông. Cái cuối cùng cái ông đó ông nói thôi bây giờ lấy mạng tôi thì tôi cũng không có làm phước cho mấy ông được, thôi để tôi cúng dường trai tăng tôi hồi hướng phước cho mấy ông. Rồi các vị Bồ Tát thôi quan hỷ cho tôi đi, tôi tuyệt đối tôi không có sát sanh nữa. Thì 2/3 nó đồng lòng, một 1/3 nó không chịu. Nó kêu ông hứa ông không chịu làm sao. Ông kêu mạng tôi còn đây nè, nếu không có chịu làm thì mà ông đến đòi mạng tôi thôi. Thì cả nhóm đó nó chịu. Đúng thiệt như vậy, ông cúng dường trai tăng ông lấy bao nhiêu tiền, ông bán có tiền ông cúng dường trai tăng, ông chuyển qua quán chay. Quán chay thiệt là đắt. Vừa rồi chủ nhật có một cái cô nói con bán chính dục lộn, bây giờ con mắt con nó bị hư, nó muốn nổ rồi. Bây giờ thầy khuyên con phải làm sao, con khổ quá, kêu chuyển nghề khác đi. Có kêu chuyển nghề khác làm sao mà được, nghề này nó quen à. Cái đàn bà này là bà chuẩn bị nổ mắt thôi. Nhưng ở bên Mỹ Thuộc có bà cụ là nổ thiệt luôn á. Bán chứng dịch lộn cứ luộc miết người ta đập cho ăn, nổ mắt thiệt luôn. Sự thật nó vậy. Cho nên cái cô Oan đó chúng tôi gọi điện xuống luôn. Mà cô này cũng kỹ thiệt nha. Cô bán chay mà đến chiều 5-6 giờ chiều là không có tiếp khách nữa. Cô lên cô niệm Phật, cô tu. Cô chuẩn bị về niệm Phật. Giáng Nhàn gọi đến gặp cái đứa bán chay á. Nó kêu má con không có tiếp khách buổi chiều đâu. Má con giờ về nhà nghỉ ngơi rồi tu rồi. Nó kêu thầy Giáng Nhàn. Ô thầy Nhàn á, thầy Nhàn, má thầy Nhàn. Có bà đứng đó mà nó nói vậy. Cái cuối cùng cái bạn kêu, ô thầy hả? Trời ơi con ngưỡng mộ thầy lắm. Nhờ thầy mà con chuyển quán mặn sang quán chay, con không có giết bò nữa. Cái bà kể thôi, bà kể đủ thứ hết. Con thấy mọi người đến quán con nói xấu thầy đủ thứ. Rồi con nói thầy ai mà làm được như thầy, nuôi bao nhiêu bà già. Rồi thầy giảng tịnh độ sao không nói điều tốt mà cứ nói xấu đi, rài dài bữa chuyện xấu qua mấy ông á. Vậy mà nó cũng không sợ, nó nói hoài à. Cái bà nói cái Giáng Nhàn kêu thôi, nói Giáng Nhàn nghe rồi, Vía Di Đà 17 tháng 11 lên nói được không? Anh kêu nếu thầy cho phép. 17 tháng 11 lên mà nói cho quý vị nghe. Tuần sau á. Bà kêu sao đủ duyên quá, ngày đó nó qua đám giỗ của gia đình con, của bố con rồi, con sẽ đi lên được. Hay. Cái lợi 20 triệu như vậy, bán quán cơm chay không tới, nhưng mà bà nói có một câu hay là tuy rằng không có tiền lời bằng quán quán mặn, nhưng mà lòng nó an vui, hiểu đúng chánh pháp, không có sát sanh, chừng chết nó nhẹ nhàng ra đi. Hay không? Nghe có một cái đĩa thôi, nghe cái đĩa thôi. Vậy mà có nhiều người họ về đây nghe hoài, chủ nhật họ nào cũng về mà họ nói sao con ăn chay nó mau đói quá, con nhớ thịt, con thèm thịt quá, chừng nó chết nó có hành sao hành kẹ, giờ ăn ngon miệng được rồi. Cái này là gì? Nhất xiển đề, nghĩa là không tin tội phước nhân quả. Kinh khủng. Nói như vậy không phải Giáng Nhàn hù dọa quý vị đâu. Cái này là nói chân thật, thống thiết. Cũng như Giáng Nhàn tin cái lời Ấn Tổ là Ngài không gạt mình. Chắc chắn Ngài không gạt mình. Thì Giáng Nhàn tin mình làm. Thì hôm nay Giáng Nhàn nói chắc chắn quý vị là Giáng Nhàn không gạt quý vị đâu. Quý vị ăn chay vô bước đầu nó thay đổi cái cơ địa về cái thức ăn, mình thấy nó hơi chóng mặt, hơi khó chịu chút xíu, không có sao cả, vài bữa là nó quen thôi. Con bò nó ăn cỏ nó cũng quen, cái có gì đâu, không có sao cả. Cái gì nó cũng thành nghiệp, nghiệp ăn chay nó quen rồi, quý vị sao mà ăn mặn được nữa. Có kêu bữa nay bán chay cả gia đình ăn chay, người ta vô ăn chay con vui lắm thầy. Vừa là gì, có tiền mà vừa lại là cho người ta ăn chay, mà vừa có niềm vui, nó khác hẳn với cái lúc mà giết bò, mà một ngày giết một con bò. Bây giờ bà này mà không phóng sanh từ cái lúc mà ra đi, bò nó cứ ò cho chết cho bà luôn. Nhưng mà nhờ cái công đức làm chay này, nó mấy con thú nó siêu thoát. Cái vấn đề là nhân quả. Cái vấn đề thứ hai lắng nghe. Khi mà niệm Phật á, mình phải lấy cái tính nguyện làm gốc, làm tâm, làm chủ.
Có những người hàng ngày họ niệm Phật rất nhiều, nhưng mà nãy chúng tôi nói đó là cái miệng niệm Phật mà cái tâm họ không nhớ Phật, họ nhớ đâu đâu, lông mồm rác họng, chảy máu họng cũng không có lợi ích. Nó gieo một cái viễn nhân, tức là cái nhân xa, đời sau mình có được một chút xíu cái nhân để mà mình có cái phước báu không đáng kể. Mà cái người mà niệm Phật á, mà họ để cái tâm vào số lâu ngày, họ nhớ Phật là nhớ được liền, họ nhất tâm bất loạn. Nhưng mà tính nguyện họ yếu nhớt à. Cái người mà tính nguyện yếu nhớt là mình nhìn mình thấy á, họ chấp cái cõi này dày sâu dày lắm. Họ chấp vào cái xác thân này vững chãi lắm. Họ ăn uống phải cái món đó họ ăn mới được. Họ phải ăn thịt, họ phải ăn chay, nhưng mà họ cũng rườm rà đủ thứ. Họ chấp dữ lắm. Chấp vào cái thân, miếng ăn, miếng uống, miếng mặc, miếng ở, miếng bệnh. Họ chấp vào nhà cửa, họ chấp vào xe cộ, họ lè lẹt bên ngoài nhìn thấy dữ lắm. Thì con người này họ chấp vào cái cõi này, cái thân này. Họ không tin cái thân tử ma chăn kim ở bên Tây Phương Cực Lạc là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Họ không tin cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó là cái cõi mà gọi ra là thuần vui không khổ. Vì họ không tin như vậy cho nên họ chấp cái cõi này nó kiên cố. Họ làm nó kiên cố dữ lắm. Còn cái người mà họ là vô cái cảnh giới họ thích về Tây Phương Cực Lạc, nguyện về Tây Phương Cực Lạc, họ muốn lấy cái thân tử ma chân kim không đau bệnh á, thì họ rất là gì? Nhạt nhè, xem nhẹ danh lợi, như án phù du, sớm còn tối mất. Cho nên cái bà Lưu Tú Vân bà hay thiệt, quần áo bà cũng rất là xì xòa, đơn giản, gọn gàng. Mình thì phi dê, phi đồ, uống nó quăng quăng rồi chải keo đồ phải không? Bữa gặp cái cô đó, ông chồng thì mất rồi, 60 mấy tuổi rồi, chắc muốn có chồng khác hay sao? Trời ơi, bà diện bà cố luôn á. Thôi khỏi nói á. Thì cái người này là nhạt nhè với cây Tây Phương Cực Lạc, chấp vào cái cõi, chấp vào cái thân này. Nói như vậy không phải là mình xì xòa, mình ăn mặc rách rưới, tóc tai mình lù xù như con quỷ, không phải vậy. Gọn gàng là được. Bà Lưu Tố Vân bà cắt tóc ngang cái mai dày, nhìn thấy gọn gàng không? Còn mình thôi, trước khi đi dày. Nó đủ kiểu hết trơn à. Thì lâu lâu đi đăng tắm cưới rồi mình cũng tha phân tha xóm, tha son tha phấn một tí. Thì cũng lâu lâu mình đi mình cũng làm tí xíu cũng được. Đi vô chùa mà cũng làm chi mà chép tùm lum tùm la hết trơn. Ông Phật ông có ngắm, mấy thầy có ngắm đâu mà làm chi nó tốn son tốn phấn vậy. Cái người mà họ vì hình thức bên ngoài là biết họ dính cái cõi này, họ không muốn ưa và vãng sanh rồi. Cho nên cái mấu chốt là tính nguyện dẫn đường. Còn có cái sức để mình đi hay không là cái động lực niệm Phật. Mà cái người niệm Phật họ an trụ vô câu Phật hiệu, họ nhớ Phật, họ niệm nhất tâm bất loạn rồi. Nhưng mà họ không muốn về, họ thích ở cõi này. Họ kêu đi về đó là mình không có lòng từ bi, mình ích kỷ, không giúp gì được cho gia đình mình. Giúp được không? Mình về đó mình thành Phật rồi, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng thân, thần túc thân, tu thành tựu được lậu toàn thông. Lúc đó mình dùng cái thần lực để mình độ tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình, nuôi cái chí lớn này, nuôi cái mầm tưởng này. Còn ai kêu mình là ích kỷ kệ, cứ theo Ấn Tổ đi. Ấn Tổ nói là thôi, nghiệp chướng tôi sâu dày, tôi mong Phật rước tôi về Tây Phương Cực Lạc, sớm một ngày tốt một ngày. Cái câu nói này có ngày nói vậy. Còn mấy cái người mà kêu hỏi về Cực Lạc, họ nói thôi, còn lo cho cháu, lo cho con, tôi sống còn 20-30 năm nữa, từ từ về. Mà cái lúc chuẩn bị gần ra đi, A-di-đà-phật 10 câu cái rò giảng sanh, sướng ghê. Nếu như vậy thì thôi ai tu làm chi ta. Hiểu như vậy là méo mó cái lời nguyện Phật rồi. Nhưng chúng tôi dám chắc cho quý vị, cái lúc lâm chung quý vị niệm 10 niệm mà bình thường bây giờ quý vị không huân tập nó thành phiến, thành nhất tâm, thì lúc đó quý vị niệm nổi. Công nhận không? Còn cái nhà xây cho đẹp, lên Mercedes đồ, Lexus đồ cho ngon đồ, lên cái ra ôm cái xe chết. Nó không có sợ. Nó nói là chúng sanh giỡn ngươi với sanh tử, không sợ sanh tử là gì cả đâu. Không sợ sanh tử. Cái việc mà niệm Phật
tín nguyện là dẫn đường chính. Cái người này không được nhất tâm bất loạn, họ niệm Phật thành phiến là nó thấp hơn nhất tâm bất loạn. Thành phiến tức là nó hàng phục được phiền não rồi, nhưng mà cái lúc lâm chung họ chỉ cần 10 niệm thôi, cho mà trong 10 niệm đó nó đủ tín nguyện, trong 10 niệm đó nó đủ thiện căn phước đức nhân duyên, cho nên người này được sanh. Còn có nhiều người, người ta niệm suốt ngày suốt đêm, niệm tháng này đến tháng nọ luôn, nhưng mà không đủ thiện căn phước đức nhân duyên, họ chết vẫn không có thọ tướng đẹp. Dám chắc như vậy. Cho nên cái tín nguyện nó quan trọng. Muốn tín nguyện là sáng tối phải lên trước Phật tha thiết dập đầu đảnh lễ, dùng ba cái tâm này để mà tín nguyện. Thứ nhất là trực tâm, thứ hai là thâm tâm, thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Dùng ba cái tâm này tín nguyện cho sâu. Giữ một câu Phật hiệu làm bổn mạng nguyên thần. Chuyện gì nó đến thì nó đến, nó qua rồi thì thôi, như một giấc mộng, chả để ý đến nữa. Bám vào câu Phật hiệu, đời này sẽ an vui. Sự thực là như vậy. Cái người không có tiền họ cũng vui, không có chồng họ cũng vui với câu Phật hiệu, có chồng họ cũng vui. Họ an vui sống với cõi Phật. Nhìn họ là mang thân người, nhưng mà tâm họ đã ký gửi liên thai rồi. Và họ cũng là người dân ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Cho nên cái tín nguyện quan trọng. Khi niệm Phật buông rèm mắt, phủ xuống 2/3, thấy mờ mờ, phủ xuống như vậy. Bước đầu cái tâm mình nó còn yếu, mình phủ cái mắt nó cứ chớp chớp, nó không có quen. Có nhiều người nó phủ đôi mắt xuống nó nhức đầu quá. Không phải, chưa quen. Làm 3 tháng 1 năm nó quen. Phủ xuống như vậy là mình không nhìn thấy vật bên ngoài, cho nên không có phân biệt. Hay dữ lắm. Chứ không có nhiều người, người ta cứ trầm hâm nhìn Phật, nhìn hoài bắt đầu nó hoa mắt rên, rồi bắt đầu tưởng hào quang tử đồ, cái rồi ma dựa phát cuồng, nguy hiểm vô cùng. Nó không có cái bộ văn sao là đi trên cái con đường tu hành là lắm sự gian nan, nguy hiểm cực kỳ. Mới cứ càng tu rồi mình mới thấy văn sao đúng là một lời dạy của Ấn Tổ, nó quý giá hơn vàng bạc châu báu. Phủ cái rèm mắt xuống, bắt đầu công phu xong rồi á, đứng lên mình lễ Phật. Sáng 21 biến đại bi, xong tụng biến kinh Di Đà khoảng 50 phút, xong bắt đầu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm ra tiếng 6 chữ, niệm 2 câu thôi, bắt đầu mình quỳ xuống. Khi mà quỳ xuống là trong tâm mình có một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mà khi mình quỳ xuống là mình mở mắt ra chút xíu, chứ mình hiu hiu coi chừng không vững nó té luôn à. Rồi mình úp mặt xuống, đứng dậy xá cúi xuống, cứ vậy mình làm nửa tiếng đồng hồ, nhẹ nhàng. Nam Mô A Di Đà Phật. Hít nhẹ nhàng. Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng có ráng cho nó lớn làm chi hết, nó mệt. Cái buổi trưa đó chúng tôi công phu niệm hơi lớn cái nó tốt mồ hôi rồi nó mệt liền. Tại vì cái miệng mình nó đọc cái danh hiệu Phật mà cái tâm không có định đó, thì tâm loạn mà miệng ra hơi hao thần tổn khí nữa là người này công phu xong ra mệt dữ lắm, không có an lạc gì hết cả. Làm sao mình nén được cái hơi, cái âm thanh nó đừng có lớn quá để nó không có tốn cái lực. Và cái tâm của mình nhớ mình niệm câu số mấy, nghe cho rõ ràng, xong một cái là ra nó an vui. Bắt đầu ngồi xuống niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ số 1. Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ số 2. Nhớ chứ không phải là Nam Mô A Di Đà Phật 3, không được nha. Sáng Hòa Thượng mình không cũng nhắc chỗ này nè, không phải là Nam Mô A Di Đà Phật 1 cho nó nhớ, vậy là nó xen cái chữ 1 vô là không được. Nhớ là số 1. Sáng có cái cô, cái cô Xuyến là cô Liên An, cô này cô cũng siêng tu, đêm nào công phu thứ bảy chủ nhật cô cũng co, cô cũng công phu hết thời, không có buổi giảng nào chúng tôi bỏ. Cô nói lúc trước con cũng nghe Hòa Thượng có nói qua cái pháp ký số, con cũng đọc văn sao mà sao con không lại hành. Mới tuần vừa rồi sư phụ nói nghe con để tâm cho con hành, con thấy nó hay, càng dùng thấy nó càng hay. Ấn Tổ nói cứ càng dùng thấy càng hay, không phải đoán mò đâu. Ngài từ cái nhất, từ cái niệm Phật cái nhớ số này mà đi vô nhất tâm, đi vô nhất, vô niệm Phật Tam Muội.
Ngài nói không phải là đóng mò đâu. Hay thiệt là hay. Mà khi lễ Phật cái tâm tha thiết rồi, mình ngồi xuống mình niệm thầm, nó khỏe, nó nhẹ vô cùng. Nửa tiếng đồng hồ thiệt nhanh, xong bắt đầu niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Khi mình nhớ số nhanh rồi mình niệm nhanh, mình vẫn nhớ số. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi mình niệm nhanh như vậy mình vẫn nhớ số từ 1 đến 10. Bây giờ mình nhớ nó nhập tâm à. Niệm nhanh vẫn nhớ, niệm chậm vẫn nhớ. Cái tâm nó không có chạy đi đâu hết. Nhưng mà nhớ nghe, bước đầu mình niệm mình thấy an, cái thời gian sau cái bắt đầu cái nghiệp chướng phiền não đồ, cái nó kêu đau đầu quá, trên đầu sao rần rần là mình niệm cái tập trung ở trên đỉnh đầu. Cái lúc đó gì, buông rèm mí mắt xuống, nhìn chớp mũi, hạ cái tư tưởng xuống một cái là nó hết đau đầu, nó hết rần rần ở trên. Cho nên trong văn sao nó đồ đủ hết, nói về cái pháp mà niệm Phật giảng sanh thì trong đó là thôi yên tâm à, không phải lo nghĩ gì nữa cả, dư cái điều kiện để chúng ta niệm Phật vãng sanh. Nó nói về cái cách mà dụng công, ngoài cái ký số là phải buông cái rèm mắt xuống, là cái nhiếp chọn số căn quan trọng nha. Thứ ba đó là sự nghiệp của đời người là gì. Lắng nghe nè, chỗ này quan trọng à. Có phải anh em chúng tôi, các vị tu sĩ, sự nghiệp là xây chùa cao Phật lớn không? Không phải. Nhiều bổn đạo không? Không phải. Tiền nhiều phải không? Không phải. Lấy thân hành theo chánh pháp để làm gương. Lấy thân của mình giữ ngũ giới, hành thập thiện, lòng từ không giết, hiếu kính cha mẹ, thọ trì tam quy, giữ đủ các giới, không phạm oai nghi, phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Lấy cái này nuôi thiện căn. Thiện căn đó là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn, gọi là ngũ căn trong thiện căn. Tuần sau chúng tôi nói cái điều này. Lấy cái chất liệu của tịnh nghiệp tam phước nuôi cái thiện căn. Cái thiện căn này tức là tánh đức của mình là bồ đề tâm nó sẵn có rồi, nhưng nó bị tham sân si phiền não ngã mạn nó vùi lấp, giống như vàng trong quặng nó bị tạp chất nó làm ô ế vàng rồi. Bây giờ phải lấy tịnh nghiệp, lấy câu Phật hiệu này để đề xuất trong cái tánh đức này, thì gọi là Ấn Tổ gọi rằng có sẵn tánh đức nhưng mà phải tu đức. Tu đức đó là lấy thiện căn phước đức nhân duyên, lấy câu Phật hiệu tu cho tánh đức này nó lưu lộ. Còn bọn phàm phu chúng ta chưa chứng sơ quả, chưa chứng sơ địa, chưa hạ lành thành Bồ Tát á, thì tánh đức này nó chưa có lưu lộ ra. Nó lưu lộ toàn là phiền não, nó lưu lộ toàn là ngã mạn ái nhiễm, nó lưu lộ toàn là tham sân si. Thì mình độ được ai, mình giúp cho ai? Cho nên nói là lấy thân để hành theo chánh pháp khó vô cùng, đúng không? Không phải dễ à. Hành cho trọn vẹn làm tấm gương, chứ nói được mà mình làm không được thì thầy đó nói là mà được mà làm không được là đệ tử người ta chê cười. Cha mẹ đó nói được mà làm không được thì con cái người ta chê cười, nó không phục. Mình kêu con đừng có quýnh bài quýnh bạc, mà ngày nào mình cũng quýnh cờ tướng hết trơn, ngày nào mình cũng đi casino hết. Mình khuyên nó sao được, kêu con đừng có uống rượu nha, mà ngày nào mình cũng uống rượu, mình đi nhậu miết khỏi sao. Khuyên nó kêu tao cha mày tao muốn uống uống, với mày con tao mày không được uống. Nói vậy nó phục không? Sao mà phục? Cái đạo lý này thâm sâu lắm. Lấy cái tâm chân thật nghe pháp, giống như con bò nó uống nước nó thành sữa. Lấy cái tâm bất kính, cái tâm sân hận, cái tâm không chân thành nghe pháp, giống như rắn uống nước thành nọc độc, nguy hiểm. Cái câu này nó thâm sâu lắm. Cho nên sự nghiệp của đời người, lấy thân mạng hành theo chánh pháp, làm gương cho hậu thế, đó là sự nghiệp. Mà thân mạng hành theo chánh pháp được rồi, tức là lấy cái tu đức để mà huân tập cho tánh đức nó lưu rộ ra cái diệu dụng á, thì lợi lạc chúng sanh vô cùng. Có chùa cũng lợi, mà không có chùa cũng lợi. Như ngài đâu có chùa đâu, có cái cốc chút xíu, bao nhiêu người cứ gửi thư đến, mà mỗi người gửi thư đến là ngài trả lời đúng cái thúc mắc, đúng cái khúc mắc của người đó. Cho nên thành ra
Có những người ngồi trong này nãy giờ giác nhàn nói như vậy mà có những cái khúc mắc của mình chưa có thể trình bày chia sẻ được. Thì nếu mà ai biết viết chữ được, rảnh rỗi, mình có những cái điều gì u ức, mình niệm Phật mình chuyển không được, đọc văn sao cũng không qua được, sao cái nghiệp mình sâu dày, viết cái lá thư gửi ông thầy nhàn. Thì ông thầy nhàn làm sao? Lấy những cái gì trong văn sao Ấn Tổ đáp lại cho quý vị. Đôi khi nói như vậy, nhiều lúc mình không vô định sâu, nó khập khểnh có vài từ, nó lẫn lộn cái bắt đầu người ta chấp nhất. Cho nên cái cách của Ấn Tổ hay, ở trong thất gửi thư đến, ngài viết từng chữ từng câu, dùng cái tâm thanh tịnh bắt đầu ngài đáp lại. Người ta đọc một lần, hai lần, ba lần cái lá thư đó người ta quý, người ta đọc từ từ cái bắt đầu nó có tác dụng. Còn cái đĩa nãy giờ ngồi nghe ào, thích thiệt là thích. Nghe lần thứ hai, thứ bảy tuần này nghe lại nghe còn chưa nổi nữa. Thì làm sao mà mình học để mà mình có sự thành tựu được? Còn cái lá thư đó làm sao? Đọc tới đọc lui hoài. Mà đúng ngay cái bệnh của mình nữa chứ. Đúng là Ấn Tổ cao mình thiệt. Chắc tương lai cũng ở trong thất, ai gửi thư đến còn không gửi thì thôi quá. Cho nên ngài nói một câu chúng tôi nghe thấm thía. Tôi ít khi nào nói chuyện riêng với ai lắm. Toàn là gì? Chung có mọi người để nói chuyện chung chứ không có chuyện riêng. Cái ý này sâu lắm. Chuyện riêng là thường chúng ta hay có tình cảm riêng tư trong đó. Đúng trong luật là không thể một người nữ, một người nam ngồi nói chuyện riêng tư. Bữa nay là không có ngồi nói chuyện riêng tư đối với giới tỳ kheo, ngồi riêng mình nói chuyện phải không ạ? Nhưng mà điện thoại nó là nó riêng kinh khủng lắm. Đúng không ạ? Người ở Mỹ, người ở Việt Nam mà ngồi nói chuyện riêng thì kinh khủng không? Công nhận cái điện thoại nó kinh khủng thiệt. Bữa nay mình lấy cái điện thoại để lo công việc nhân gì? Đọc, mở ra đọc những cái lời của văn sao Ấn Tổ. Cầm đến nó là có pháp để nghe, để coi văn sao Ấn Tổ. Không thì khóa lại vứt vô học. Vì cái chung cho mọi người, không vì cái riêng ích kỷ gì cả. Cho nên ở trong đó cái thứ gì phàm phu của mình cũng có trong đó hết trơn. Bởi vì bao nhiêu người khổ đau rồi gửi thư đến, cho nên cái thứ gì cũng có trong đó, cũng nhận hay thiệt. Bây giờ ngồi đây không biết nói làm sao để quý vị tin văn sao. Nhưng mà cho mấy thì thôi, ai cũng xin nhiều mà cho văn sao thấy lơ lơ, thiệt là uổng. Mấy mình nghe như vậy nhưng mà mình thấy hay nó quên, nó qua rồi mình không ghi được. Nhưng mà sở dĩ những cái bài mà chúng tôi soạn, chúng tôi ghi ra đây là phải nhờ đọc rồi bắt đầu mình thẩm thấu, mình thích rồi bắt đầu mình mới ghi ra. Cho nên cái bộ văn sao này là nó có chữ, bắt đầu là mình ghi từng chữ từng chữ. Lắng nghe cái chỗ này hay dữ lắm nè. Nãy giờ nghe nói thấy chỗ nào cũng hay hết trơn mà không biết có làm được hay không nữa. Lắng nghe chỗ này ha. Sao bữa nay nhìn ít ai ngủ mắt tròn xe rồi. Lắng nghe ha. Muốn tâm chẳng tham sự việc bên ngoài, chỉ chuyên niệm Phật. Người chẳng muốn chuyên cho được chuyên, người chẳng thể niệm muốn cho niệm được. Người chưa được nhất tâm muốn họ được nhất tâm, vân vân. Cũng chẳng có cách nào áo diệu lạ lùng đặc biệt chi cả. Cứ lấy một chữ chết dán chặt trên trán, phủ xuống tận lông mày. Tâm thường niệm rằng tôi tên là. Từ vô thủy đến hiện tại nay đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Giả sử ác nghiệp mà có hình tướng thì mười phương hư không chẳng chứa đựng hết được. Đời trước có may mắn chi mà nay được thân người, lại được nghe Phật pháp. Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây phương thì khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, quyết định sẽ thọ khổ nơi vạc sôi, lò than, rừng gươm, núi đao, nơi địa ngục. Dù thoát địa ngục lại đọa trong ngạ quỷ, súc sanh, dù được làm người thì ngu si đọa lạc, trải qua kiếp số nhiều như vi trần, luân hồi trong xấu néo. Dù muốn xuất ly chẳng thể được, niệm được như thế, cầu được như trên,
thì ngay khi đó sẽ tu tập. Vì thế trong kinh nhắc đi nhắc lại, nghĩ khổ địa ngục phát bồ đề tâm, đấy chính là điều khai thị tối thiết yếu của đấng đại giác Thế Tôn. Lúc niệm Phật phải thường nghĩ, đến lúc chết phải đọa địa ngục thì chẳng khẩn thiết cũng sẽ khẩn thiết, chẳng tương ứng cũng sẽ tương ứng. Dùng cái tâm sợ khổ để niệm Phật chính là pháp màu bậc nhất để thoát khổ. Đó cũng là pháp màu tùy duyên tiêu nghiệp bậc nhất. Này nhẫn nhàn đọc thấy thấm thiết. Người niệm Phật coi như mình đã chết, mang cái xác chết đi thực nghiệm tâm linh. Băn khoăn suy nghĩ đã từ lâu động lại trong ta một mối sầu, không biết thân này từ đâu đến, sâu rồi sau khi chết sẽ về đâu. Về đâu đây nhỉ, mong người suy nghĩ, dứt hết si mê, bừng lên trong tâm nguồn nắng hạ. Cái người mà có chí khí lớn, người ta không suy nghĩ trong một đời này đâu, suy nghĩ nhiều đời. Có người mà chí khí bé, người ta nói như sao? Sống lo hiện tại này, chưa xong mà đi lo quá khứ. Cái này là họ nói trái lại cái lời tổ. Tổ nói sanh tử sự đại đúng không? Tử sanh đại sự đúng không? Họ cứ an nhàn sống ở trong ngũ dục, nói cái giọng Bồ Tát không? Trong liêu phòng của Ấn Tổ có một cuốn kinh A Di Đà, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, cái chữ chết là viết thiệt to trong đó. Ai kêu cái chuyện gì ngài cũng không có làm. Kêu ngài vô trong cái hòn há xã để làm ông này ông nọ, làm người trưởng đồ. Ngài nói trời ơi, tôi là người mà vô tri vô thức, nhỏ không ăn học, lớn lên chả biết gì hết, dốt hơn các hạ, mà các hạ lầm rồi, đem mắt xanh để đến tôi làm gì vậy? Thôi để cho tôi yên thân, tôi niệm Phật, tôi vãng sanh, tôi không biết cái gì đâu. Hằng ngày tôi chỉ có biết Phật với tôi, một niệm tương ưng, một niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Ngoài tâm không Phật, ngồi Phật không tâm, tâm Phật nhất như tâm không Phật hiện. Mình nghe qua mình thấy ngài coi như là không có vì chúng sanh phải không ạ? Vậy mà chúng sanh nào có duyên với ngài, ngài độ cái thành công. Còn mình vì chúng sanh mà mình đi quá trời, mà mình độ ai cũng được. Có bà vợ mà cũng độ không xong mà đi nói tùm lum tùm la. Có cái ông đó, ông dắt cái đứa con tới thăm ngài, cái đứa con nó chạy nó giỡn lung tung vậy. Cái ông cha ông nói con không được giỡn nó nghe, đứng đó nghe. Đứng được 2 phút nó chạy tiếp. Ngài nói trong bụng, ngài kêu cái đứa con của ông dạy chưa xong mà ông đòi làm quan làm tướng cái gì. Trời cậu này nó hay ghê gớm. Hiểu không, hiểu không? Đi nói trên trời dưới đất, tôi học ông thầy này, tôi học pháp sư nọ, tôi học ông thầy kia, tôi tu như thế nọ, mà đứa con mình dạy không xong. Thiệt là quê, thiệt là quê, quê một đống. Vì sao mình dạy nó không xong vậy? Biết ngõ nào đâu mà dạy, không có học lời dạy của thánh thiên hiền, bản thân mình không áp dụng lời Phật để làm gương, làm sao mà dạy nó được? Không, thực sự hôm nay chúng tôi nói không phải cao ngạo lao quý vị đâu, mà chúng tôi thấy cõi đời này nó loạn ly đến cùng cực, thất phu có trách nhiệm. Cha mẹ đẻ ra, đẻ cả đống ra rồi, không có chịu lo dạy nó. Lớn lên nó thành tre rồi, mỏi làm sao mà uống được nữa. Thai giáo từ ở trong bụng rồi mình phải dạy nó rồi, niệm Phật cho nó nghe rồi, ăn chay rồi. Tánh tình mình phải hiền hòa, để khỏi phải nhiễm cái tánh tình bực tức, nóc nảy, ganh tị, ích kỷ cho nó. Hay, cái đạo lý này hay lắm. Hết giờ rồi, còn 10 phút nữa hết giờ. Giờ kể câu chuyện này nghe để hết giờ nha. Có cái ông đó, ông thầy đó, ông đi ngang qua, ông gặp một cái bà già. Thì buổi sáng đó bà già hay bán điểm tâm, mà bà già này bà đắc đạo, bà tu thiền bà đắc đạo. Thì ông thầy này ông mới nói, bà cụ ơi, bà bán điểm tâm á, bà bán món gì bà bán cho tôi món đi. Bà cụ bà nói, thầy đến đây thầy điểm tâm chẳng hay thầy điểm tâm nào. Bà hỏi lại á, tâm quá khứ thì bất khả đắc là không được, tâm hiện tại cũng bất khả đắc, mà tâm vị lai cũng bất khả đắc. Ông thầy ông sực lên, ông kêu, chà, bà già này cao kiến ta.
nói một câu ông thầy không biết rõ là trả lời hết trơn. Ông thầy ông phục rồi, ông thấy bà già này ông phục rồi, ông như thôi vậy thôi, bà cho tôi ở đây nương gá đây tu, thầy muốn tu tôi cho cái cốc đó, thầy ở đó thầy tu đi. Thì ông ở ông tu 3 năm. Thì 3 năm đó thì bà già bà nấu cơm, bà sai một cái cô con gái cứ mang cơm xuống cho ông thầy. 3 năm rồi không biết sở đắc ông thầy này đến đâu. Và cuối cùng cái lời bà già bà nói thôi bữa nay con mang cơm đến con ôm ông thầy đó cho bà. Nghe hơi táo bạo không? Thiền hay táo bạo vậy. Mà trước chúng tôi cũng hay đọc sách thiền lắm, mà khi đọc vô thiền rồi mà thấy tịnh độ nó rẻ mạt. Ông tổ hay nhắc ông đừng có cao ngạo tu thiền nói về lý tánh mà ông xem thường cái tịnh độ nghe. Mà trước mình cũng hay có những cái tội đó. Nhưng giờ hết rồi, giờ tin rồi. Mà khi cô này cô đến cô đưa cơm xong ôm ông thầy. Ông thầy ông nói khô mộc hàng nham tam niên vô lãnh đoạn. Nghĩa là tôi giống như cây khô là khô mộc hàng nham. Tôi giống như một cây khô mà đứng bên vách núi. 3 năm nay là cây khô rồi, có ôm gì tôi cũng không có khởi niệm gì hết. À, gọi là khô mộc hàng nham tam niên vô lãnh đoạn. Tôi như cây khô đứng bên vách núi, tâm tôi nó không còn ái nhiễm dính mắc gì hết. Cô ôm như ôm cây khô không có cái chuyện gì mà rớ đến tôi hết cả. Chà, anh tưởng anh tu ngon nè nghe. Có cái cô này bây giờ nói ông thầy ổng như vậy đó, ổng nói cái câu như vậy đó. Bà già bà kêu trời ơi nuôi 3 năm uổng vô ích thôi, cho đi chỗ khác. Nói bữa nay bà không có nấu cơm cho ông nữa đâu, con qua con nói vậy. Thì con gái qua nói thưa thầy bữa nay bà con không có rảnh nấu cơm cho thầy nữa. Ông nghe ông giật mình, kêu, trời ơi mình tu đến cái cấp độ mà coi như là không có ái nhiễm, không có khởi niệm gì hết trơn. Vậy mà sao mà cuối cùng bà già bà đuổi mình đi ta. Cái ông đi lang thang một thời gian ông mới ngộ ra. 3 năm sau mới ngộ ra. Lúc trước là mình gì dính mắc về ngũ dục. Thì đến bây giờ là mình không dính mắc thì nó cũng rớt vô cái tâm ngoan không. Lúc trước dính mắc thì nó quá là khổ đau. Bây giờ không dính mắc thì đối với thiền nó cũng vẫn là ngoan không, chứ chưa vô ngộ được cái thể tánh. Ông bừng tỉnh ra, ông kêu như vậy hai cái vẫn là dính mắc hết. Dính mắc cái không cũng dính mắc, mà dính mắc cái có cũng dính mắc. Lúc trước chưa tu là dính mắc cái có, vợ con khổ cực quá rồi, giờ đi tu cũng dính mắc cái không luôn. À, ông kêu như vậy là chỉ có một cái là mình ngộ được cái tánh không của mình. Nó không dính mắc cái có và cái không. Ông về ông xin bà già kêu muốn xin thì vô nữa đi. Cái bữa đó nấu cơm thời gian xong bà già bà kêu qua thử nữa đi con. Qua thử ôm ổng cái ông kêu tôi biết bà biết đừng cho mụ già đó biết. Thì sao? Tôi biết cô biết thôi nhưng mà không có làm gì hết, ngang đó là xong. Không có làm gì nữa hết. Thì đứa con ấy về nó nói bữa nay ông thầy ổng nói ổng biết con biết không cho bà biết. Thì bà già mới kêu rồi ông này được rồi, chứng rồi. Thôi nuôi ổng suốt đời được rồi đó. Ồ cái thiền nó khó vậy. Tức là sống với tánh biết mà không phạm. Hiểu không? Còn mấy thầy mấy chú lỡ nói tôi biết cô biết đừng cho ông thầy nhàn biết. Cái vụ này là khác hẳn á nha. Hiểu không? Rồi, hiểu không? Cái biết của mình là cái biết dính mắc, biết của phàm phu. Còn cái biết của ông này ổng ngộ rồi, ổng quá là khổ rồi, tu 3 năm khổ cực mà cuối cùng dính vô cái ngoan không. Cho nên muốn rời khỏi cái chấp có là dính vào ngũ dục, rồi muốn rời khỏi cái chấp không, không dính ngũ dục, thì cái người tu tịnh độ người ta mới ra khỏi hai cái này. Còn không thì phải giống ông thiền sư này, tôi biết cô biết đừng cho bà già biết. Nhưng mà biết thôi chứ ông có làm gì hết, là ông sống được với tánh biết. Bà già bà nghe hai người ngộ nhau với cái tánh biết, hiểu không? Họ ngộ nhau rồi thì bà già bà chấp nhận mà biết cái sở ngộ liền. Cái người ngộ người ta biết, cũng như cái lúc mình mới gặp người yêu cái mình chớp cái là biết đã ngộ nhau rồi đó, đám cưới phải không? Thế nó ngộ cái chúng sanh nó cũng ngộ nghỉnh này đó, hiểu không? Thì ngộ nhau thì ông này bây giờ ông sống với tánh biết. Bây giờ mình muốn trở về cho tánh biết làm sao? Tánh biết là nó như một tấm gương như vậy đó, vạn vật qua cô đó ôm biết hết nhưng không phạm. Rồi mọi vật nó đi không lưu ảnh, gọi là tánh biết này biết tất cả nhưng không bị lưu dấu. Con nhạn nó bay qua cái đầm đó nó không lưu cái dấu của con nhạn dưới đó. Nước cũng không lưu dấu của con nhạn, mà con nhạn cũng không có lưu dấu dưới đó. Thì đó là người tu thiền, họ sống được với thể tánh bất sanh bất diệt. Ấn Tổ nói là tánh đức,
Tánh đức đó tất cả chúng sanh ai cũng có, mà muốn cho tánh đức này hữu lộ, nó hiển lộ thì phải tu đức. Tu đức đó là lấy thiện căn phước đức nhân duyên, lấy vạn đức hồng danh A Di Đà Phật tu đức thì mới thành công. Còn nếu mình nói mình có tánh đức rồi nhưng mà nó chưa hiển lộ, chưa dùng được nó, như vàng ở trong quặng á, nó còn tạp chất không lấy ra để làm gà rá, đồ dây chuyền, đồ nhẫn, đồ xài được, hiểu không? Dễ lầm lẫn ở chỗ này. Nghe chỗ này nữa mà thôi, không tu nữa thì thôi. Mấy người tu thiền họ nghe cái chỗ này, họ biết họ đến đâu. Hầu như những người tu thiền họ quay về họ niệm Phật nhiều lắm. Như ngài Triệt Ngộ Thiền Sư là ngài Mộng Đông, ngài nói bốn câu mà ẩn tổ hai tháng tháng là: thật vì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Bốn câu đó tông yếu của tịnh độ. Giờ còn câu chuyện này nữa nha. Câu chuyện này nó hết giờ rồi. Có ông sư huynh đó, ông đi tu cũng khá là tốt. Sau đó ông cha ông đi tập kết ngoài Bắc, ông có ông bà vợ, vợ bé. Sau ông dắt vợ bé vô lại trong này, xong rồi ông về ông nói với ông sư, ông nói với ông sư huynh là bây giờ là thầy phải về coi mẹ. Tôi là có vợ bé rồi, tôi không có trách nhiệm với mẹ của thầy nữa. Mà nếu mà thầy không về, mà ở thầy ở chùa nào là tôi tới, tôi kiếm chuyện, tôi phá chùa đó thôi. Cho nên tu nó nhiều lúc nó gặp chướng duyên, cho nên mấy thầy, mấy chú, mấy người mà gia đình mà đồng ý cho đi lên chùa ở là phước duyên lớn lắm. Mà ở mà tu cho nó tốt, chứ mà tu không tốt nữa thì thôi rồi, cũng nguy hiểm. Và cuối cùng ông thầy ông cứ băn khoăn suy nghĩ hoài, cuối cùng cái ông về, ông cấp một cái am, một cái cốc đó, ông đưa mẹ đến ông báo hiếu, ông nuôi. Mà không phải cái cốc đó nằm ở trong chùa, mà cái cốc đó ở bên ngoài. Sau đó rồi bà mẹ của cái vị thầy này cũng giống như ngày mẹ của Mục Kiền Liên vậy đó. Mẹ Mục Kiền Liên mà cái đời trước suối ông thầy thôi tu hành gì có vợ cho rồi. Cái ông thầy cũng kêu thôi con ở đây con tu rồi con đi khất thực rồi con đi làm sở tranh vẽ đồ này nọ, con nuôi mẹ cũng được chứ cứ vợ làm gì. Mà già cứ nói tới nói lui năn nỉ hoài, cuối cùng cái rồi ông vẫn giữ lập trường như vậy. Cái bữa đó xong rồi có cái cô đó có đi ngang, có nói anh, ông thầy nữa mà cô có cái cắt cớ, có nói anh nợ em 5 đồng nha. Ông nói trong bụng kêu tôi làm gì nợ bà. Cuối cùng cái rồi bắt đầu cổ cái tới cái mang đồ ăn lần lăn la một thời gian, xong cái bà già bà nói riết, nói hoài kiến trong lỗ cũng chui ra. Cuối cùng cái ông gặp cái cô đó, ông hết tu luôn. Đúng 5 đứa con rồi cái bà đã chết, công nhận cái miệng bà linh thiện nha. Mà đứa con cuối cùng là phải mổ lấy ra. Mà ông này ông cũng hay, ông giác ngộ ông cho, cứ sanh ra đứa nào ông cho đi tu đứa đó hết. Mà ông nói cái lúc mà khổ cực á, làm không ra tiền, trời ơi nó khổ. Lấy cái lớp xe của bánh xe Honda đó, quý vị biết bánh xe Honda người ta nổ bánh xe xong rồi á, người ta lấy cái ruột rồi nó còn cái bánh xe là cái vỏ, người ta rất quê quốc rồi đường á, không có tiền phải lấy cái vỏ của bánh xe Honda đó, xỏ sợi dây để mang dép đi, để làm dép á, lấy bánh xe Honda để làm dép. Ông kêu nó khổ, không có dép mang, tối ngủ ở nhà nó dột, lấy áo mưa căng ra, không có gạo nấu mà vợ đẻ nữa, trời ơi nó khổ, gì mà nó khổ. Ông kêu sao mà lúc mà đi tu nó thần tiên nó sung sướng mà ra chi mà nó khổ dữ vậy này trời. Cái ông kêu là mà sau khi xong hết rồi ông gửi con cái đi hết rồi ông cũng đi xuất gia, cuối cùng bị tai biến ông mất, ông đi xuất gia lại. Cái ngụ ý của câu chuyện này Giác Nhàn muốn nói cái kinh nghiệm, nếu mà các thầy mà không có phước báu sâu dày, mà phước báu sâu dày đó là phải ứng cúng vô A-la-hán, chứ còn không thì mấy thầy ra cắt cốc riêng thế nào cũng nợ 10 đồng trong 5 đồng đâu. Không nói thiệt. Còn cái chuyện mà Giác Nhàn không phải nói là châm chích đâu, mà đây kinh nghiệm nhà nghề mấy chục năm tu rồi, đức chúng như hải, đừng có lìa đại chúng. Cái này Giác Nhàn nói thiệt. Con cái cũng thế thôi. Mới có gia đình tuy rằng mình tài giỏi, mình làm kiến trúc sư, mình làm kỹ sư, mình có tiền, nhưng mà cái đức của mình không có, cho nên tiền có bao nhiêu nó đi vô, nó ra hết. Nương mẹ, báo hiếu cho mẹ, nhờ mẹ cất tiền giùm. Cứ có vợ xong cái là gì? Vợ xuôi dắt đi ở nhà trọ,
rồi có chồng đời gì, chồng xuôi dắt đi, không hợp với nhau, tâm ích kỷ xuất hiện, không nuôi một người mẹ, người cha được. Cha mẹ mình cũng không nuôi, đừng có nói cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, ra đi cái rồi bắt cái gì, giống như chim non chưa đủ lông cánh, bay chạch 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 chạch, rớt xuống cái dù hầu nó lượm mất. Đúng không? Cho nên Giác Nhàn nói thiệt quý vị, Giác Nhàn không có nợ quý vị đồng nào đó nghe, đừng có đến đòi. Bây giờ dẫu cho có trả đi nữa là Giác Nhàn lấy kinh, lấy Phật Pháp đi nữa rồi niệm câu A Di Đà Phật là què dốt ấy. Đừng nói gì nhiều. Thấy không? Nếu mà ông thầy đã cha mẹ mà nói gì nói giống như Ấn Tổ. Nhiều người mời ngài đi có cốc riêng, chùa riêng, ngày kia làm sao mà tôi đi được? Tôi ở chùa Linh Nham đây có chúng chứ. Mỗi câu nói của ngài là nó có ý nghĩa. Chúng tôi nhìn vào thực tế thấy. Nói vậy không phải là chúng tôi bắt buộc là quý thầy phải ở đây với chúng tôi để chúng tôi nhờ đâu. Mà nói như vậy tấm lòng thấm thiết, kinh nghiệm anh em huynh đệ. Còn quý sư cô thì lúc trước ở đây cả trăm vị chú hiền nhận vô thì Giác Nhàn phải cho đi đi các nơi hết, là bởi vì ni đâu có ở chùa tăng được đâu. Cái luật của ban tăng sự như thế. Cho nên mình nghe cái người đi trước, người ta có kinh nghiệm, người ta có thành tựu, thì mình sẽ đi theo sau, nó sẽ thành tựu. Mà cái này là không phải ý kiến riêng Giác Nhàn đâu. Ý kiến này là Giác Nhàn lấy từ trong văn sao ra, chắc nội, chắc như bắp. Đừng rời đại chúng. Mình không đủ lông, đủ cánh, không đủ sức. Vì Giác Nhàn qua Mỹ, Giác Nhàn biết rồi. Giác Nhàn với thầy Nhuận Minh với chú Nhận Tệ mà quay chịu không nổi. Thời gian mất công phu nó giật một cái chịu không nổi. Không có bộ văn sao mà quay về là bây giờ không biết chết ở mô rồi. Không, nói thiệt. Nói như vậy không phải cao ngạo đâu, khinh xem thường quý vị đâu. Quý vị giàu cho cái đời trước phước báu đầy, mới 20-30 tuổi, 50-60 tuổi, của cả ngập trời đi nữa mà quý vị rời cha mẹ, không có cơ hội báo hiếu báo đức, thì quý vị thời gian cũng chết, cũng mất sạch sành sanh. Dẫu cho còn đi nữa, vợ con hưởng bà gì mà chết không bình an. Anh này muốn nói về ngũ phước mà không có thời gian, anh nói về ngũ căn mà không có thời gian, để tuần sau ha. Giờ đúng 11 giờ là 2 tiếng rồi. Hồi nãy giờ quý vị nghe có mệt không ạ? Nghe không có làm gì đâu mà mệt. Nghe rồi sướng rồi ngủ luôn chứ mệt. Hồi nãy giờ nghe có lọt tai không ạ? Nghe lọt tai là một chuyện, mà nó ở trong tâm nó nhớ để nó hành là một chuyện khác. Quý vị không biết làm sao chứ một cái lá thư, một cái lời khai thị của Ấn Tổ, chúng tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Còn quý vị hồi nãy giờ quý vị nghe thích rồi, mà quý vị nghe một lần thì thôi, tay này qua tay kia nó uổng. Giờ còn một cái lá thư này thiệt là hay. Hôm nay cũng có thời gian, giờ thầy Nhật Minh đọc cái lá thư này nghe. Lá thư này là kết cuộc xong luôn á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư số 318 trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, cuốn 1, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trịnh Cầm Tiều. Ông tuổi đã 65, đã hai lần thọ giới mà vẫn chưa ăn chay, tức là chỉ biết vị ngon của thịt, chẳng biết mối họa khốc liệt của thịt. Lúc ăn tuy ngon, thử nghĩ đến nỗi khổ lúc phải đền trả, ắt sẽ chẳng nuốt xuống được. Nay ông đừng ăn mặn nữa, hãy nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Nếu tuổi thọ chưa hết, sẽ mau được lành bệnh. Tuổi thọ đã tận, liền được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Hễ sanh về Tây Phương, thì liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. So với sanh lên trời làm thiên đế, thiên vương, còn cao trọi hơn vô lượng, vô biên lần. Bởi lẽ phước trời sẽ có lúc hết, nên cần phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Hễ sanh về Tây Phương sẽ tấn tu dần dần, quyết định thành Phật.
chớ nên sợ chết. Hễ có bệnh liền nguyện vãng sanh, nếu tuổi thọ chưa hết sẽ mau được chóng lành. Nếu sợ chết chỉ cầu lành bệnh thì tuổi thọ đã hết vẫn phải chết, biết khó được vãng sanh. Khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là thành tựu cho người ta thành Phật. Ông chớ nên vì tri kiến phàm phu của chính ông mà sanh lòng ngờ vực chẳng tin. Quan nghĩ ông đang bệnh nên tâm không yên, cầu quan cứu ông nên mới nói với ông lời này. Nếu vẫn không tin thì Phật cũng chẳng thể cứu được ông đâu. Vì sao vậy? Những gì quan vừa nói vốn lấy từ những lời Phật đã dạy trong kinh, chẳng qua trích lấy ý nghĩa để nói đại lược mà thôi. Đừng tưởng rằng quan bỗng dưng bịa chuyện. Sau khi ông lành bệnh rồi, hãy nên đọc khắp các kinh điển tịnh độ, sẽ tự biết rõ. Nếu sanh về Tây Phương thì mọi điều sẽ được chứng minh, quan chẳng lừa dối ông. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Minh, nghĩa là dùng Phật Huệ để thấu hiểu giáo lý, hồng tu pháp môn tịnh độ. Đức Phật nói hết thảy pháp môn tuy cao sâu huyền diệu, viên tốn thẳng chóng, nhưng đều phải đoạn sạch phiền hoặc mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu đoạn chưa sạch thì vẫn chẳng thể liễu được, huống hồ kẻ hoàn toàn chưa đoạn được ư? Chỉ có pháp môn niệm Phật cậy vào Phật từ lực, nếu có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, chí thành niệm Phật, không một ai chẳng được vãng sanh. Nhưng kẻ niệm Phật thì nhiều, người vãng sanh lại ít, là vì ngu si vô tri, chỉ cầu phước báo trời người trong đời sau, hoặc chẳng sanh lòng hổ thẹn. Thường làm chuyện bất hiếu, chẳng từ, bất trung, bất nghĩa, vân vân, là vì tâm trái nghịch với Phật mà ra, lỗi ở nơi chính mình. Nào phải Phật chẳng từ bi? Nếu trước khi người ấy chưa phát tâm niệm Phật, từng làm các điều ác, nay đã niệm Phật, hãy nên sanh lòng hổ thẹn lớn lao, thống thiết sửa đổi lỗi trước thì cũng có thể quyết định vãng sanh. Phật coi chúng sanh hệt như con ruột, nhưng con cái chẳng nghe lời cha mẹ dạy, cha mẹ cũng chẳng làm sao được. Chúng sanh nếu chịu sửa lỗi hướng thiện, niệm Phật chắc chắn lúc lâm chung sẽ được Phật rủ lòng đích thân tiếp dẫn. Lá thư 319, thư trả lời cư sĩ Nghe Văn Khanh. Đọc lá thư ông gửi cho thầy Diệu Chân, biết ông không thể ăn cơm, chỉ ăn được cơm lúa mạch hay mạng đầu, chưa đáng coi là bệnh, sao lại phải cầu thuốc Tây thuốc Tàu trị bệnh? Ông nói mỗi ngày tụng kinh Địa Tạng một cuốn, nay lại muốn thầm đọc kinh Pháp Hoa một cuốn. Nếu tinh thần sung túc thì được, nếu không hãy chuyên lấy Phật hiệu để thay thế cho kinh, sẽ đỡ tốn tâm lực nhiều lắm. Quyến thuộc trong nhà ông vẫn muốn ông ngã mặn, đáng gọi là si dại đến cùng cực. Ông vẫn cần phải nghiêm túc răng nhắc họ về lợi ích do được trợ niệm lúc lâm chung và những họa hại vì tắm rửa, thay quần áo sẵn, khóc lóc. Nếu không chắc sẽ đến nỗi trở thành thể hiện lòng hiếu kiểu tình yêu của La Sát Nữ, thì ông lẫn họ đều mất họa thật sự. Chuyện này phải thường nói cho họ nghe quen tai. Hiện thời ông hãy bảo con, cái dâu, cháu sớm tối bầu bạn niệm Phật với ông. Niệm đã quen thì mới hồng nhờ cậy họ trợ niệm khi lâm chung. Nếu không theo như lời Vương Thiếu Hồ, Châu Thạch Tăng đã kể, sợ họ sẽ do một niềm hiếu tâm mà phá hoại chánh niệm của ông. Họ chẳng làm chuyện đẩy xuống giếng rồi lại còn hè nhau vần tảng đá to quăng xuống,
quyết chẳng cam tâm. Con hiếu cháu hiền trong thế gian, nếu chẳng biết Phật Pháp thì trong ngàn người trọn chẳng có một ai không hiếu thuận kiểu đó. Điều này trọn chẳng khác gì La Sát Nữ bảo người bị nó ăn thịt: ta yêu ngươi nên ăn thịt ngươi. La Sát Nữ do yêu thương mà ăn thịt, coi đó là tình yêu thật sự. Quyến thuộc vô tri do hiếu thảo mà buộc ông ngã mặn, do lòng hiếu mà tắm rửa, thay quần áo sẵn, khóc lóc, khiến cho người sắp qua đời hoàn toàn mất chánh niệm, vứt sạch công lao niệm Phật, vốn có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nhưng những hành động vô tri ấy ắt sẽ khiến cho thánh cảnh đã hiện lại bị diệt mất, lại còn khiến cho người đã bước phải đọa trong ba ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì mới chịu dừng tay. Đấy chính là lòng hiếu lớn lao đặc biệt của quyến thuộc vô tri. Ông Trần Phi Thanh sắp chết, con trai ông ta gửi thư đến quan nói về lợi ích của việc trợ niệm khi lâm chung và họa hại do phô trương bày vẽ. May là con ông ta làm theo lời quan bảo nên ông ta mất rất tốt đẹp. 3 ngày trước khi ông ta mất, họ nhận được thư quan. Khi ấy thần thức ông ta đã không còn tỉnh táo nữa, thường nói sảng. Trong thư quan gửi đến có kèm theo một ít tro hương đã được gia trì bằng chú Đại Bi. Họ liền pha nước cho ông ta uống, thần thức liền sáng suốt. Họ bèn trợ niệm cho ông ta. Ông ta còn lần chuỗi niệm theo, niệm đến khi đã tắt hơi một lúc lâu mà tay vẫn còn lần chuỗi. Quan cũng bảo con ông ta, những kẻ hiếu thảo với cha mẹ trong cõi đời quá nữa đều giống như lòng yêu thương của La Sát Nữ. Nếu các vị chịu làm theo lời tôi thì mới là lòng hiếu thật sự. Lời quan nói rất kịch liệt nên hai đứa con ông ta cũng khá cảm động. Nay tôi lại muốn cho con cái dâu cháu của ông đều giống như hai người con ông Trần Phi Thanh nên mới lược thuật như trên. Bệnh của ông chẳng cần biết nặng nề đến đâu, hãy uống nước pha bằng tro hương chắc sẽ được lành. Nếu chẳng lành cần gì cứ nhất định phải ăn cơm. Cháo lúa mạch so ra bổ dưỡng hơn cháo gạo. Mạng đầu là thứ người phương Bắc ăn thay cơm mỗi ngày, há đáng để bận tâm ư? Đối với chuyện phát nguyện cầu lành bệnh chắc sẽ được như nguyện, dẫu không được như nguyện cũng chớ nên đâm ra si dại cố cầu, chỉ sợ đâm ra bị tổn hại vô ích. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối mà niệm. Chuyện thế gian mỏi mỏi đều toàn thân buông xuống hết. Nếu quyến thuộc của ông giống như con ông Trần Phi Thanh, ông sẽ quyết định được vãng sanh. Nếu có ý niệm sanh trong cõi trời cõi người thì Tây Phương sẽ chẳng có phần đâu. Bởi lẽ tâm sanh tử đã quá sức thuần thục, một sức nhỏ như mảy lông ấy vẫn có thể cự lại cái tâm liễu sanh tử nặng ngàn cân. Viết ra điều này để xin ông sáng suốt suy xét. Ngày 14 tháng 10 năm Dân Quốc 27 1938, Nam Mô A Di Đà Phật. Những cái lá thư của Ấn Tổ chúng tôi ép nhựa lại quý giá. Những người chưa thấy thư quý giá là bởi vì mình chưa tha thiết với sanh tử và chưa thấy cái thư đó có cái tác dụng ở trong tâm của mình khởi lên tín nguyện hạnh chân thật niệm Phật vãng sanh, cho nên thấy nó bình thường. Giờ mình đang mơ ước gom góp tích lũy một cái nhà, một chiếc xe, đám cưới cho con, tính đủ thứ ở trần gian này, tính nhiều lắm. Mà có nhiều người tính không có được, trong mạng nó không có, tính rồi che que à.
rồi hy vọng vô quá trời luôn, rồi thất vọng. Cái người niệm Phật nó không có tính gì hết trơn mà cái chuyện đó lại đến với họ. Bởi vì niệm Phật diệt tội tiêu khiên, đặng nhiều phước đức, nhân duyên căn lành. Có phước đức rồi cái nó tới, có công đức niệm Phật rồi nó tới. Quý vị có thấy rằng là chúng tôi làm sao mà tính được, bây giờ chư Tăng ngồi ở đây bao nhiêu đây, quý chú sa di, quý sư cô, quý Phật tử ngồi ở đây, cái lúc năm 2000 về đây lập cái tịnh thất ở đây đâu có thể nào mơ ước tính như vậy được đâu. Mà tính cũng không ra, thế mà niệm Phật từ từ nó lại ra được vấn đề. Quý vị thấy cái sự việc đó đúng không ạ? Mà không phải chúng tôi nói cái chuyện này là để khoe khoang, mà để minh định lại cái câu Phật hiệu, cái câu mà thâm tín A Di Đà Phật giai xuống mạng. Nhiều người người ta không chấp nhận chúng tôi nói điều này, ở kia không có tính, không có lo lắng rồi làm sao mà có tiền được, phải tính đầu này tính đầu nọ mới làm ăn được, chứ thầy tu thầy ở nhà người ta mang tới với con ở nhà, ai mà mang tiền của đến cho con. Mình nói thì mình lý luận đúng thiệt, nhưng mà mình tính hoài trong cái sự si dại luôn. Cũng là con người đó, họ niệm Phật họ có thành tựu thì quyết mình niệm Phật mình cũng có thành tựu. Mà niệm theo cái lời khai thị của Ngài, ông làm cho cố vô đi rồi cuối cùng ông cũng nuôi bác sĩ. Này ông này ông đang đòi đi bác sĩ nè, lấy tiền đi nuôi bác sĩ, ông niệm Phật đi. Bởi vì khi mình đi làm đó mình tạo nghiệp, đi làm phải có chung có chạ, rồi nhậu nhẹt rồi thế kia thế nọ vô là tạo nghiệp chừng sẽ bệnh thôi. Bệnh rồi phải lấy cái tiền đó mình chữa, nó cũng đâu vô đó mà nó lại làm thêm đóng nghiệp nữa. Tính tới tính lui rồi cuối cùng cũng lỗ lã cả đám hết trơn. Thôi niệm Phật đi. Nhất là người phụ nữ, Ngài răn nhắc. Bây giờ cũng không có trẻ đâu. Làm bà tướng, ông tướng làm cái gì giàu có đi nữa, thôi giao hết cho chồng, quay trở về lại nấu cơm cho chồng, rửa chân cho chồng đi. Ở nhà đọc văn sao, nghe thầy Nhàn giảng đi, an ổn. Hôm bữa có cái chú ở bên Canada với Nhàn qua giảng bên đó, ông không có biết tu, ông vô tiệm nail. Trời ơi, cái tiệm nail ở bên Mỹ là bây giờ chắc có mấy cô bên Mỹ nghe á. Thôi mấy người mà Việt Nam mà súng vô tiệm nail, mà cái tiệm nail đó nhiều chuyện là thôi, đúng một cái chỗ đó là phiền não. Súng vô thôi nói hết chuyện ông này bà nọ, thôi nói đủ thứ hết. Ông phiền não quá, cuối cùng ông gặp được cái đĩa giác nhàn, ông niệm Phật, ông giao hết tiền cho bà vợ giữ. Bà vợ nói anh ơi sao em đau đầu quá anh ơi. Cái ông chồng nói em cứ niệm tiền hoài, em đau đầu phải rồi, em niệm Phật như anh làm sao em đau đầu. Anh kêu anh sao em niệm Phật không có được. Mỗi lần lên xe ông mở tiếng niệm Phật là bà tắt và không cho niệm. Bà kêu niệm Phật đau đầu quá, mà niệm tiền nó còn đau đầu bà cố hơn nữa. Bởi vì quý vị để ý cái câu Phật hiệu, để ý cho kỹ. Khi mà niệm trong đó rồi nó không có tranh hơn tranh thua. Về cực lạc có tranh nhau quýnh lộn nhau không? Nó có nó. Tôi đi về cực lạc là nó rộng đường nhất, không có ai tranh với mình cái chuyện này. Niệm Phật tối thôi, vì vô mình niệm thoải mái, không có ai tranh với mình chuyện nào. Cái chuyện này, quý vị làm cái chuyện gì cũng có người tranh giành trong đó, phải không ạ? Niệm Phật là không ai tranh. Thôi ông chồng ông làm gì làm, giao hết cho hổng ở nhà cái niệm Phật. Ông về cái rồi ông gì? Ông nuôi mình khỏe. Cái người phụ nữ cái nghiệp người ta dính mắc nặng, mà người ta chuyên môn giữ tiền, mà làm ra tiền nữa thì thôi nó buộc chết luôn, chịu không nổi. Khổ chết người. Cho nên cái lá thư của Ngài nó có kèm theo cái vấn đề là Ngài gửi một cái cho hương đại bi, Ngài trì vô trong tro. Có lúc Ngài trì vô nước mà gửi nước đi bất tiện quá, trì vô gạo cũng có lúc Ngài trì vô gạo mà Ngài trì vô tro. Cho người đó uống nước tro, cái người đó không có mê nói sản nữa. Còn cái người đó mà người ta chân thật giữ giới, ngũ vị tăng hành hệ, tội nén kiệu họ giữ cho kỹ, họ trì cái chú đại bi này được long thần hộ pháp gia hộ họ rất tốt. Các vị oan gia trái chủ đến đó để mà gì, hộ trì cho họ luôn. Mình rộng đường niệm Phật, cho nên cái cách của Ngài chỉ rồi. Cái chú đại bi là nó phổ cập, ai cũng thuộc lòng, ai cũng trì, không phải nghi ngờ gì cả. Lăng Nghiêm nó dài khó quá, câu Phật hiệu cũng dễ, mà câu Niệm Quan Âm thì ai cũng có niềm tin. Rồi cái cuốn kinh A Di Đà nó cũng phổ biến, cho nên cái cách của Ngài nó thiệt là hay. Cho nên thành ra thì cái tâm huyết của chúng tôi cũng lên muốn phổ biến cái bộ văn sao. Mà chúng tôi có cái tâm nguyện gửi gắm đối với các thầy, các sư cô, các chú, các Phật tử có mặt ở đây.
cố gắng làm sao về đọc không vô cũng cố gắng đọc nửa tiếng, 1 tiếng gì mỗi ngày, nhất là buổi tối đọc trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ mình ngồi mình trì 7 biến đại bi có 15 phút nhanh lắm. Trước khi đi ngủ mình trì 7 biến. Tập làm sao cho thành thói quen, một ngày là được 50 biến. Rồi rảnh bắt đầu mình cứ niệm Phật, tùy phận tùy sức của mình niệm Phật, đó là cái cách dụng công của ngài. Niệm đâu nhớ đó, tha thiết chân thật. Bây giờ thì sự thật thì mỗi chủ nhật Giảng Nhàn lên đây thôi chứ không tổ chức đâu cả. Ở chùa Vĩnh Nghiêm thì không có chỗ đậu xe, tổ chức càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, nóng quá ngồi ở bên ngoài. Mấy Phật tử không có về được, mà mỗi lần Giảng Nhàn xuống dưới đó, thời tiết nó đảo lộn, rồi cái nhiệt độ nó đảo lộn, khi về nó mệt mỏi vô cùng. Cái thân mình là nghiệp chướng cho nên thành ra nó không có ổn định được. Thành ra là có ngưng viết cái thư với Thượng tọa Thanh Phong rồi, ngưng tổ chức một để hàm dưỡng tu tập. Còn cái lớp đệ tử quy á, là vẫn có duy trì. Còn ở trên này là 24/6 mấy thầy vẫn dạy đệ tử quy. Rồi mấy thầy cố gắng soạn bài rồi đọc văn sao giảng cho kỹ. Rồi làm ra một cái đĩa, một tiếng đồng hồ cứ một thầy vậy đó, là để lên lại trên cái trang web đệ tử vi.vn. Rồi thiết kế làm sao mình cắt mình làm cho gọn gàng, đâu vô đó hết. Nãy giờ 2 tiếng rưỡi, 9 giờ cho đến 11 giờ 22 phút rồi. Bữa nay già cả rồi, nó cũng hơi lẫm một chút rồi. Nên là mấy vị xem trực tiếp và quan hỷ, để gọt cho cái đĩa nó gọn gàng, đâu vô đó hết, rồi mình phát lên cho người ta nghe. Còn ai muốn về hưởng cái từ trường, ngồi nghe trực tiếp ở đây thì về. Thì chủ nhật sau thì chắc cũng đông hơn, người ta có nghe lại Vía Di Đà. Chứ thực ra chúng tôi cũng không có tổ chức đèn đồ làm gì cho rình rang đâu. Nhiều chùa họ làm đèn rồi dựng cái tượng Phật Di Đà đồ thì tốt lắm. Mà riêng chúng tôi thì theo Ấn Tổ tiết kiệm là quốc sách, tiết kiệm là quan trọng nhất, để lấy tiền để in kinh, in sách. Một cái đèn thấp cũng hết thôi. Quan điểm chúng tôi là thế. Cho nên tuần này thứ bảy phát lại cái đĩa này rồi cũng niệm Phật một đêm. Rồi sáng 9 giờ chúng tôi lên giảng cũng bình thường thôi. Cho nên không có làm gì cho nó tốn kém nhiều cả. Đó là cái việc mà Vía Di Đà. Vía Di Đà thì chắc là phát cho một số những người ở xa, người ta về không có mấy, mà thế nào mấy người có mấy rồi cũng lên nữa thôi. Tại vì chưa có cái cho con cho cháu. Nhưng mà mình thôi có rồi để dành cho người khác ha, đừng có tham. Còn cái việc tuần sau thì có một cái cô đó, cô cúng 100 triệu với thêm 10 triệu nữa là 101, cúng dường trai tăng. Quý chư tăng nào hôm nay nghe được cái thông tin này, chư ni thì Giảng Nhàn trân trọng cung kính thỉnh về để mà cúng dường trai tăng. Cũng có tiền nhưng mà cúng trai tăng được sâu thì quý thầy không có dọn cơm, là do Phật tử lên đông, cái chánh tiện phụ cũng là đầy người bên đó, cho nên không có dọn cúng trai tăng, không có dọn cơm cho ăn cơm hộp bình đẳng với nhau, mà có chỉ quà tứ sự thôi với phong bì thôi. Đó, cái mấy thầy sắp xếp cái chuyện đó thì có điều đó là Giảng Nhàn thông báo như thế. Nãy giờ quý vị ngồi 2 tiếng rưỡi, quý vị thấy có mệt khó chịu gì không ạ? Hôm nay Giảng Nhàn rất là đắc ý, bởi vì cái lời của Tổ càng nói mình thấy càng thâm thúy. Quý vị công nhận không ạ? Càng nghe mình thấy càng thích chìm ở trong cái từ trường này, trong cái lời khai thị của ngài, nó có cái giá trị lớn lắm. Chúng tôi thì nghĩ ngài là Bồ Tát có thần thông, mình nói gì bên này ngài bên Tây Phương Cực Lạc nghe hết, mình làm gì ngài biết hết, đúng không ạ? Thường quý vị làm mà có ai biết, mình biết không ạ? Làm sai mình biết sai, mình làm đúng mình biết, đúng không ạ? Phật Bồ Tát quỷ thật biết, đúng không ạ? Thì muốn ngài không biết cái điều xấu thì chỉ có mình không làm thôi. Ông Tổ nói trong này, mình không có làm điều xấu thì mới không biết thôi, chứ làm thì không ai không biết. Mà biết rồi thì mình ăn năn sám hối, quay đầu. Lãng tử hồi đầu vàng không đổi, người đó là cực ác, cực trọng nghiệp, vua A Xà Thế. Hồi đầu rồi mà cũng gì, được vãng sanh, thượng phẩm trung sanh. Thì đó là cái điều chúng tôi thông báo. Thì bây giờ thời gian đã hết, cung thỉnh chư tôn đức tăng ni khởi thân để mà hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.